Cô hỏi bọn nhỏ có gì mà thần thần bí bí thế thì nó không nói, cồn cồn chỉ trả lời rằng là muốn xem máy tính của em trai Hân chắc thôi nên không có gì đâu ạ. À. Đánh chống lảng xong hai đứa bỏ đi một nước để lại Hân Hiểu tiếp tục kế hoạch. Con bé Hân Hiểu cũng rất thức thời bảo mẹ muốn ăn dưa hấu, không biết mâm đựng có không ạ? À. Ninh Khê cũng chẳng để ý đến bí mật của mấy nhóc nữa trực tiếp đi lấy dưa hấu cho Hân Hiểu ăn. Sau khi lấy dưa hấu cho Hân Hiểu ăn, Ninh Khê thuận tiện rót luôn cốc nước cho mình. Vì nhà bếp phải đi ngang qua phòng khách nên mới vô tình đụng mặt tỷ thừa, anh ta ngồi đọc tài chính báo cáo mở lời trước, cô định tiếp tục làm lơ đến khi nào? Ninh Khê vẫn bực dọc nên chẳng thèm trả lời anh ta, trực tiếp bỏ lơ tổng tài đi luôn một nước. Vốn dĩ nghĩ rằng tối qua ngủ một giấc dậy sẽ quên được cái chuyện anh ta dùng tiền mua cổ phần và công ty Dung Thị để trợ giúp cho lão Mạc, nhưng không Ninh Khê thấy bản thân vẫn còn nhỏ nhen lắm, cô không bỏ qua được. Ba đứa nhóc le lén xuống lầu canh thời cơ thấy cả hai người họ đang chung một chỗ liền chỉ khai kế hoạch. Hân chắc thúc giục cồn cồn mau đi lẹ lẹ đi, hai người đang ở chung với nhau đó, coi chừng lỡ thời gian. Nhưng mà cồn cồn vẫn ba vô cùng, cậu nhỏ mếu máo có ổn khung dị, trước giờ ba đâu có cho anh khóc đâu hân chắc nện một quyền lên đầu anh trai cuồng cồn cổ. thằng bé rũ mỏ giáo huấn anh mau đi ra đi bộ không muốn làm cho chú lệ với mẹ của tụi em đến với nhau hè cuồng cồn uất ức sẽ cố gắng đi nhưng mà cậu nhỏ tức miếu máu hỏi hân chắc sao em giữ thế em nhỏ hơn anh mà hu hu miếu xong cuồng cồn đi xuống chỗ ba cả hai người đúng thật chiến tranh lạnh toát mồ hôi luôn nhưng mà dì ninh khê vẫn quan tâm cậu nhỏ nói chạy từ từ thôi mới bệnh xong đó cuồng cồn cảm ơn dì và cả cậu bé nói muốn có chuyện cần bàn với ba cậu nhỏ nhìn cha mà quyết tâm phải làm được nobel no thế là cồn cồn lễ phép muốn cha mua cho mình vài bộ đồ mới ba đi trung tâm mua sắm mua cho con đi đúng như dự đoán tỷ thừa nhìn cũng trả thèm nhìn trực tiếp nói ba bận lắm không có thời gian đâu để ba bảo chú quản gia mua cho con vài bộ cồn cổn nhìn sang hân chắc thằng nhỏ cho động lực hoặc làm hoặc ăn đấm vì một mái ấm gia đình có cả cha lẫn mẹ cố lên thế là cồn cồn hít một hơi thật sâu sẵn sàng khóc ăn vạ nước mắt túa ra như mưa ủy khóc tố cáo ba lúc nào cũng bận con cũng muốn được như anh em hân hiểu hơn chắc con mà có mẹ như gì ấy thì sẽ được những bộ đồ mới chính tay mẹ lựa rồi kỹ năng diễn thần sầu của cuồn cuồn không quá tệ thằng nhỏ khóc ầm cả phòng đến mức đau lòng ninh khê xót xa tới dỗ dành thằng bé ngoan đừng khóc nha gì thương này cô thầm mắng trong lòng thằng cha nó chỉ để làm cảnh thôi hay sao đó có mấy bộ đồ cũng bảo quản ra đi bước tiếp theo của kế hoạch cuồn cồn mắt tròn xoe nói với ninh khê gì có thể đi chọn mua cho con mấy bộ được không con muốn được như anh em hân hiểu hơn chắc tỷ thừa cảm thấy vi diệu hình như cứ dính dáng đến trẻ con thì tâm tình cô ấy khá là ổn mà chẳng biết sao anh lại muốn dỗ ninh khê đến vậy nữa kiểu này thì cũng tạm được đi nghĩ là làm tỷ thừa liền đứng dậy thở dài nói được rồi để ba đi mua cho con vài bộ là được chứ gì cồn cồn gương mặt ủy khuất hỏi ba có thiệt không ạ à? ninh khê cặc hiệu bộ lúc này người nào đó nói bận quá không đi được chung với thằng bé mà ha tỷ thừa chột xạ cầm nín lời cồn cồn ngoài mặt khóc trong lòng sớm động viên ba ba à làm ơn hiểu ý bọn con đi tụi con giúp được như đó thôi đó thấy ninh khê có vẻ không giận mà vẫn dỗ dành cồn cồn sau tỷ thừa tìm ra được lý do hợp lý thì tôi phải đi theo để còn thanh toán cho đồ của cồn nữa chứ cồn giúp ba thêm phen nữa mắt ngậm nước năn nỉ gì ninh khê gì không muốn đi mua đồ cho cồn cồn ạ à. cồn cồn xin gì mà cồn cồn thích đồ gì mua như của hân hiểu với hân chắc ạ à. ninh khê thở dài được rồi con ít chính là sát chiêu cô chịu không nổi hơn cả là dù sao chuyện mâu thuẫn giữa cô và tỷ thừa không nên để ảnh hưởng đến cồn cồn thì hơn ninh khê xoa đầu thằng bé ôn tồn dỗ dành được rồi gì sẽ đi với cha cồn cồn để chọn cho con những bộ thật đẹp nha hồng đại công cáo thành cồn cồn báo cáo cho quân sư quạt mo hân chắc đang đứng ở chiếu nghỉ cầu thang cả đám cũng mừng ra phết cậu anh trai này diễn tốt quá đại khái toàn bộ động tác này đều lọt vào mắt của tỷ thừa tuy nhiên anh ta chẳng trách móc hay vạch trần gì mà âm thầm đánh giá ba đứa nhỏ này xem ra cũng thông minh ra phết ấy nhỏ duyệt thống nhất xong tỷ thừa đưa ninh khê đến cửa hàng thời trang bậc nhất dành cho trẻ em ở thành phố này vừa đến nơi ninh khê đã hậm hực nói để tôi đi chọn quần áo cho tư côn anh ở đây đi nhìn theo bóng lưng của ninh khê mà tỷ thừa cảm thấy nhân sinh nhỏ giờ đây là người phụ nữ khó hiểu nhất anh ta từng gặp giận cái gì cũng chịu nhìn không có ra khó hiểu nhất là phụ nữ mà rất nhanh ninh khê đã chọn xong hai bộ cho cồn cồn cô ra quầy thu ngân đưa cho nhân viên tính tiền hai bộ này đột nhiên tỷ thừa chen ngang nói với nhân viên gói cho anh mấy cái váy ở đằng kia luôn ninh khê còn chưa kịp ngân cả nữa nhân viên rất thức thời cười nhoẻn miệng nói mời tiên sinh và thái thái ở đây đợi cho tôi đi gói lại cho ngài thần tài đến nhanh chóng chốt đơn phải làm lại ninh khê gấp rút giải thích tôi không phải là thái thái của anh ta nhưng căn bản là nhân viên đang chốt đơn chạy số nên không nghe ngược lại thì tỷ thừa rất vui với cách gọi của nhân viên tiệm này hai tiếng thái thái nghe cũng không tệ ninh khê câu có liếc tỷ thừa đồ của hân hiểu và hân chắc tôi tự có thể mua được phiền anh đừng có làm mấy chuyện không đâu tỷ thừa nhún vai thì đằng nào thằng nhóc nhà tôi cũng ở chung với hai đứa hân hiểu và hân chắc mà mua cho nó rồi cũng phải cho hai bạn nhỏ luôn chứ ninh khê hậm hực cần gì tôi tự mua cho con tôi là được không cần anh nhọc lòng đâu tỷ thừa châm chọc thế mời quý cô đây xem thử có mua nổi rồi hãng nói nha cái thói châm chọc của thằng cha này làm ninh khê hơi cáu cô dòm lại giá xem bộ có gì à ừ thì nó không có đâu chỉ là làm ninh khê rớt cả hai con mắt con số của một cái áo của cuồng cuồng cô đang cầm trên tay là hơn 10 vạn xin lỗi cái này mà dùng tiền tiết kiệm mua cho hân hiểu và hân chắc xong rồi dọn ra khỏi lệ ra là còn đúng cái nịt tỷ thừa ở bên cạnh cười khoái trá ninh khê ho tằng háng nhận ý tốt chứ chẳng bắt bẻ nữa nhưng mà cô có một điều kiện đó chính là phải để cô tự chọn không có cái kiểu mà quẹt thẻ từ đây tới kia rồi vác hết về đâu tổng tài đại nhân tỷ thừa sủng nịch chiều ninh khê được thôi tôi tin ánh mắt của nhà thiết kế mặc đây chắc chắn chọn là đồ tốt nha bên chỗ nhà lệ ra cuồn củn cuồn đang bám lấy hân chắc vì thằng nhóc đang làm cái gì đó trên máy tính rất lạ cuồn củn tò mò hỏi hân chắc sao em lại điều tra thông tin của ba anh làm gì thế trên màn hình máy tính hiển thị thông số mã hóa cùng toàn bộ thông tin của tỷ thừa đang ở bước cuối cùng chuẩn bị xâm nhập vào dữ liệu đám mây có lưu lại các tuyến đường cũng như lịch trình của tỷ thừa hân chắc giải thích nó đang có chút nghi ngờ về ba của cuồng cồn có khi nào chú lệ là ba ruột của bọn nó không cho nên mới tìm hiểu sau khi gõ xong đoạn mã bẻ khóa cuối cùng thông tin đã được loát 100%. trăm cuồng cồn ở một bên vẫn chưa hiểu nhưng hân chắc chẳng tiện giải thích nhiều cậu bé rất tập trung cuồng cồn ngáp ngắn ngáp dài em xem lâu như vậy rốt cuộc ba của anh có phải ba em không dị? qua một đoạn thời gian thằng bé hơn chắc mặt nhăn mày nhó than thở chẳng tìm ra được gì cả đúng là có thể biết được lịch trình trong vòng 5 năm cùng thông tin của chú thừa nhưng không có gì minh chứng cho việc có liên quan tới mẹ chỉ biết rằng cách đây 5 năm chú ấy đi công tác thôi thấy Hân chắc bị khó cồn cồn đề xuất nếu từ ba không có em có thể tìm hiểu hoạt động của dì ninh khê cách đây 5 năm đem nó so khớp với thông tin của ba anh thì chắc là biết được hai người có từng gặp nhau hay chưa Hân chắc phấn khích đúng ha em sẽ lại cha 5 năm trước mẹ có xuất hiện ở nơi chú lệ công tác ngày hôm đó không là biết liền mà thằng nhỏ ôm trầm lấy cồn cồn tiểu ca ca thông minh quá chừng ý kiến hay hân chắc liền bắt tay vào làm nếu thật sự chú lệ là ba của tụi nó hai đứa liền trở thành đứa trẻ có cha không bị người đời chọc gạo trở lại cửa hàng quần áo ninh khê và tỷ thừa sớm đã mua xong cô có chút ảo não bảo mua tí thôi ai ngờ bị lây cái thói quen tiêu tiền không nhìn số của tỷ thừa mua hẳn ba bộ cho mỗi đứa nhân viên rất biết ý mà mang ra xe giúp cho khách hàng cô ấy còn quay lại mỉm cười chuyên nghiệp cảm ơn thái thái và tiên sinh đã lựa chọn cửa hàng của chúng tôi nếu quý khách hài lòng xin hãy cho chúng tôi một bình luận và nút like nhé Ninh Khê bực bội cho mày tôi bảo với cô rồi tôi không phải là thái thái của anh ta mà sao cô cứ gắn ghép thế? Như nhân viên cũng đã đi xa một nước. Chuyện nhà Hào Môn thành phần nho nhỏ như bọn họ quản không nổi, tỷ thừa ở một bên chơi đùa. Thôi nào dù sao cũng chưa chắc gặp lại lần hai, có gọi nhầm cũng không phiền mà. Ninh Khê hậm hực anh thì hay rồi, có quan hệ với giai âm chưa rõ ràng nay còn muốn lằng nhằng với tôi. Cô đi luôn một nước lên xe đóng cửa cái rầm. Tỷ thừa chỉ biết khó hiểu nhìn theo, bộ con gái mấy người không thể dưỡng được à? Có nói thế cũng giận rồi lên trên xe tỷ thừa vừa đánh tay lái vừa cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt ninh khê đăm chiêu suy nghĩ liệu có thể xin anh ta bán số cổ phần của dung thị cho mình hay không tài sản tâm huyết của ông ngoại cứ để mất như thế này thật sự rất ấm ức nhưng với số tiền tiết kiệm của cô căn bản chẳng đủ nhét kẽ răng nữa thấy ninh khê cứ cho mày tỷ thừa liền hỏi bộ cô đang suy nghĩ gì mà có vẻ nghiêm trọng thế ninh khê nói luôn ra mùng tôi đang nghỉ là anh bán lại cho tôi số cổ phần của dung thị được không vừa nói xong là biết mùng mép tép nhảy rồi cái đồ không nghĩ mà nói chẳng thể tin được là cô có thể vô tư không đề phòng đến mức này hơn nữa cái tên tỷ thừa cũng biết canh thời cơ lúc người ta không để ý mà hỏi làm nó lệ tổng Bông cô trả lời tùy ý cô thôi cái số cổ phần đó với tôi không có tác dụng gì cả chỉ là tôi mua vì thích nhưng ninh khê vẫn đắn đo vô cùng không biết anh ta bán cổ phần với giá bao nhiêu tỷ thừa cười trừ tôi bán cho em bao nhiêu cũng được thậm chí có thể tặng hai người nói chuyện một lúc rất nhanh lại về lại lệ gia trang tỷ thừa đề xuất hay là như thế này tôi có một điều kiện nếu em hoàn thành được tôi liền tặng cổ phần dung thị cho em có chịu không ninh khê mở cửa trong bụng người đàn ông này không điều chứ cô thu liễm tâm tình cảnh giác hỏi anh tốt bụng như thế à tỷ thừa nhún vai chẳng thèm giải thích tôi chỉ trao đổi ngang giá thôi một cái giá tương đương với số cổ phần người làm ăn chẳng tặng không đâu nếu thế thì thật sự quá tốt với ninh khê một biện pháp nào đó kiếm tiền nhanh chóng trong giờ phút này là không thể cho nên anh ta sẵn sàng phóng cho mình một con đường phải nhận nó cô hỏi tỷ thừa điều kiện đó là gì anh nhìn thoáng qua cô rồi nói chính là em đó dùng em làm vật trao đổi ngang giá cũng được chứ cái điệu bộ anh ta cười ngả ngớn làm ninh khê thập phần cảnh giác cô lấy tay che lấy thân mình hét lên anh đừng có suy nghĩ mấy điều bậy bạ tôi là công dân tốt hợp pháp không dùng bản thân đổi lấy như thế được đâu mong lệ tổng đứng đắn cho tỷ thừa nếu mà còn tay anh khẳng định sẽ chấp cô một lại nghĩ gì màu sâu xa giữ thế bà nội làm ơn đi anh nói rằng chỉ là tôi muốn cô ở nhà lệ ra chăm sóc cho tư côn thôi mà ninh khê ba chấm quê là quê chúng mình quê nhiều không biết nói gì hơn cô cười ha ha hai má ửng hồng thì được thôi dù sao tôi cũng đang chăm sóc cho tư côn mà nhìn ninh khê mà trong lòng tỷ thừa không khỏi buồn cười vừa nãy em ấy nghĩ cái gì đều viết ra hết trên mặt như kiểu bán nghệ không bán thân ấy Trông như thỏ nhỏ cảnh giác sói vậy cảm giác này coi bộ không tệ nha vài ngày sau tưởng đâu mọi thứ đã yên bình hơn một chút tỷ thừa lại gặp khách không mời mà đến thư ký báo cáo rằng tam thiếu gia đang muốn gặp người thừa lệ tổng tỷ thừa cao màu thằng nhóc đó đến giờ này làm gì anh bảo thư ký thông báo cho nó vào người đâu chưa nói dứt câu thằng em đã xuất hiện ngay cửa phòng hắn cợt nhả với thư ký thấy chưa tôi bảo cô rồi mà anh cả sẽ cho tôi vào giờ thì cho tôi xin số cô đi thư ký bối rối mà chào tỷ thừa rồi đi ra ngoài không dây dưa ở đây lâu tỷ thừa cảnh cáo đừng có đến công ty của anh mà giở trò với nhân viên anh không tha cho đâu cậu ta cười khì khì nào anh cả đừng nói thế mà cả nhà đang hối thúc em lấy vợ nếu thêm một người chẳng phải danh sách lựa chọn sẽ đa dạng hơn sao thằng này ai mà chả hiểu ăn chơi thành tính tỷ thừa đanh mặt hỏi thế chú đến đây có chuyện gì tam thiếu cười cười thật ra thằng em này không có gì chỉ là vì ở ế quá lâu nên lại bị đuổi ra khỏi nhà rồi anh cả tình nguyện cho em xin lưu chú nhé lệ tổng chẳng màng quan tâm anh bảo chú muốn thì tự ra ngoài thuê phòng mà ở giờ thì mời đi dùng ui chao anh cả sao hôm nay gắt gỏng thế mọi hôm anh đều cho em ăn nhờ ở đậu mà lần này lại che giấu tiểu tình nhân nào trong nhà à tam thiếu đến gần tỷ thừa bộ dạng ngả ngớn móc xỉa hay là nói tin đồn kia là sự thật anh đang muốn vứt bỏ chính thất tống giai âm để nạp thiếp phải ha? đến chịu với thằng em này đấy không đuổi nó đi kiểu gì cũng dám nói tùng lum chú muốn ở thì cứ đến ở nhưng trong nhà có tư cổ liệu mà hành động cho chuẩn mực đừng ảnh hưởng xấu đến thằng bé ha ha cuối cùng cũng được duyệt tam thiếu tốc biến ra ngoài hứa với anh cả chắc chắn sẽ là tấm gương mẫu mực nhất cho thằng nhỏ nói đến xin là thế chứ thật ra tam thiếu đã bị đuổi từ lâu nên cậu ta ngay lập tức chạy tới nhà anh cả đây cũng là thói quen cứ dăm bữa nửa tháng là qua ăn ké xíu thịt vừa vào nhà đã phấn khích mà chạy đi tìm thằng cháu cồn cồn chú ngoan của cháu tới rồi này đột nhiên cậu ta thấy cồn cồn đang ngồi cùng hai đứa nhóc khá quen và còn có ninh khê cậu ta nhanh chóng mở lời là cô đó sao sao cô lại ở đây ninh khê gặp người quen cũng bất ngờ hết lớn đây là bạn cũ của ninh khê khi ở nước ngoài tên lệ thành thịnh hai người ngồi xuống sofa bắt đầu hàn huyên tâm sự lệ thành thịnh trách móc tại sao về rồi không nói cho cậu hay bạn bè mà xem như người dưng nước lã vậy là buồn đó nha. Ninh Khê cười trừ thật ra tôi cũng muốn lắm mà bận bịu mấy đứa nhỏ quá nên tôi chưa có nói với cậu được, mà cả tôi cũng đang ở đây nhé nên tôi không muốn làm phiền cậu. Lệ Thành Thịnh bật chế độ thả thính, sao có thể coi là phiền chứ, tôi giúp cô là cam tâm tình nguyện mà. Mấy đứa nhỏ thấy chú Lệ Thành Thịnh cùng mẹ tay nắm tay thân thiết cười nói, Hân Hiểu mạnh dạn hỏi có khi nào là chú ấy lại về theo đuổi mẹ không thế? Không được rồi chiến dịch tác hợp chú Lệ và mẹ không thể thất bại, cả ba đứa nghiêm túc trao ánh mắt cho nhau, phải đẩy nhanh kế hoạch thôi. Chính lúc này tỷ thừa đi làm mới về quản gia báo cáo rằng tam thiếu tới đang nói chuyện với mạc tiểu thư tỷ thừa có hơi bất ngờ bộ hai người họ quen nhau à kết quả là không cần hỏi thấy hai người tay nắm tay tự nhiên tâm tình anh khó chịu vô cùng hét lớn tức giận lệ thành thịnh chú đang làm cái trò gì ở đây thế hả anh ta xông tới kéo tay thằng em ra quát mắng tôi nói chú đến đây hành động cho phải phép mà giờ chú hành động thế này đây à lệ thành thịnh cười khó xử giải thích em không có làm gì cả chỉ thấy ninh khê bạn cũ lâu ngày chưa gặp nên vui mừng quá muốn nói chuyện tí thôi anh cô ấy có thể làm chứng cho em à tỷ thừa nhìn sang mấy đứa nhỏ có tụi nó ở đây anh phải thu liễm lại tỷ thừa câu có nhìn sang ninh khê hỏi hai người quen nhau à chưa gì mà đã dừng cổ lên rồi ninh khê giới thiệu thì tôi và cậu ấy là bạn học cũ lúc tôi ở nước ngoài tình cơ chẳng hay ở đây lại gặp cậu ấy lần nữa lệ thành thịnh rót thêm dầu và lửa cái này gọi là hữu duyên thiên lý nan tương ngộ nha chẳng phải chứng minh là em cùng ninh khê rất có duyên phận sao anh lệ thành thịnh quay sang hỏi ninh khê mai có đi làm không để tôi đưa cô đi chưa gì tam thiếu đã tấn công rồi ninh khê chẳng biết gì cả cô trả lời mai đi xe buýt là được rồi trong ninh khê nói chuyện với lệ thành thịnh rất vui vẻ mà với anh lúc nào cũng xù lông tự nhiên cảm thấy bản thân bị cô lập ngang cái gì cũng không như ý anh tặc lưỡi đi một nước lên phòng làm thinh chẳng nói ai câu gì bước đi nặng nề như kiểu cái cầu thang sắp sập đến nơi bọn nhỏ cũng trố mắt nhìn vào phòng tỷ thừa đóng cửa cái rầm đủ to rõ sắp bể tường lệ thành thịnh đánh giá nếu mà với cái âm lượng cùng sức mạnh đóng cửa này thì có khả năng anh lại bị thư ký chọc cho giận rồi ninh khê một bên cũng bĩu môi đúng là cái đồ tính chó nắng mưa thất thường riêng ba đứa nhỏ thì hiểu hơn ai hết xem ra chú lệ đã giận mẹ rồi chú ấy đang ghen đó cồn cồn khó hiểu ba anh nào giờ có như vậy đâu ổng biết ghen hả hân hiểu đau đầu chuyện người lớn sao mà khó quá á rõ ràng chú lệ khó khăn lắm mới dỗ dành được mẹ giờ mẹ hết giận rồi quay sang chú lệ làm thinh bệnh này thật là dai dẳng hân chắc nhìn sang chỗ lệ thành thịnh đột nhiên có suy nghĩ táo bạo nếu chú ấy làm ba mình coi bộ không tệ đấy nhỉ chẳng biết thằng bé đang toan tính gì cồn cồn bị lời nói này của hân chắc dọa cho hết hồn nó bay đến túm người hân chắc lắc cho tỉnh táo em đang nói cái gì thế hả Ninh Khê thấy hai đứa nhỏ bổ nhào vào nhau liền đến khuyên can hai đứa có gì từ từ nói không được đánh nhau. Hân Trác và Cổn Cổn biết ý thả ra, hít thở sâu bình tĩnh, trong lòng hai đứa đã dậy sóng. Hân Trác nghĩ nhất định phải để chú lệ và mẹ làm hòa thôi, còn Cổn Cổn quyết tâm phải để gì Ninh Khê làm mẹ, không được tụt khỏi tay. Sau đó Hân Trác đánh tiếng với Hân Hiểu mau diễn đi. Hân Hiểu hiểu ý, con bé tới vòi vĩnh mẹ, muốn được mẹ bế đi tắm đánh răng và du ngủ. Ninh Khê thấy con bé nũng nịu liền chiều theo. Nhưng mà nhìn hai đứa nhỏ Hân Hiểu và Hân Trác thật sự hơi khó, phải làm sao đây khi con bé muốn ngủ riêng hân chắc liền năng nổ nói với mẹ đừng lo con sẽ ngủ chung với ca ca như này có được không đó hai đứa ngủ chung dù sao cũng còn trẻ con ninh khê có chút lo có ổn không đó con trai ôi lệ thành thịnh lên tiếng đảm bảo cô cứ lên chăm cho hân hiểu tôi sẽ giúp cô chăm hai tiểu quỷ này cho cô cũng cười cảm ơn lệ thành thịnh nếu thế thì nhờ hết vào chú nha thấy có lệ thành thịnh nên ninh khê cũng an tâm hẳn cô đưa hân hiểu lên lầu lệ thành thịnh quay sang cười với hân hiểu và cồn cồn một đứa cháu ruột và một đứa quen thân ở nước ngoài chắc hẳn sẽ dính anh lắm anh mở lời hỏi hân chắc nếu giờ chú theo đuổi lại mẹ cháu có khi nào thành công không nhỉ hai thằng nhỏ trao nhau ánh mắt thâm thúy rồi nhìn chân chối lệ thành thịnh sau đó cuồng cuồng lôi hân chắc đi nói mau đánh răng tắm còn ngủ dì ninh khê biết ngủ trễ sẽ giận đó bỏ đi một nước còn không thèm chào chú ruột lệ thành thịnh bị bán một ký bơ mà khóc không ra nước mắt nhìn lên phòng anh trai suy đoán cuồng cuồng bình thường rất lạ người hơn nữa bám lệ thành thịnh như sam mà giờ dòng kiểu gì cũng giống cậu bị ghẻ lạnh nha có khi nào anh hai và ninh khê là thật à vào sáng hôm sau tại phòng ăn lệ ra hôm nay có nhiều thêm một người nên cả không khí có hơi trầm trước khi đi làm ninh khê liền thông báo cho mấy đứa nhỏ rằng cô sẽ đi công tác nên dặn mấy đứa ở nhà có gì thì nghe lời bác quản gia tuyệt đối không náo lung tung cô đặc biệt dặn dò cồn cồn thằng nhỏ mới hết bệnh ăn uống cẩn thận theo chế độ mà dì đã đưa cho quản gia còn có không chạy ra ngoài lung tung có gì thì nói cho ba con biết nhé thằng bé rất là nghe lời dì ninh khê phải nói trong nhà này ngoại trừ nó sợ ba ra thì chỉ có ninh khê là người khiến thằng bé ngoan ngoãn lệ thành thịnh ở một bên cảm khái vừa dịu dàng vừa có nguyên tắc nên cưới một người vợ như ninh khê vậy nha cô cũng châm chọc lại thế thì cậu cố mà tìm cho giống nha giờ trễ rồi tôi đi trước à đã dặn xong ninh khê cũng chuẩn bị đi làm cô vừa mới ra khỏi bàn ăn thì hai anh em lệ thành thịnh cùng tỷ thừa đã đồng thanh nói muốn đưa cô đi làm hai bọn họ bắt đầu đấu trọi với nhau cái này làm ninh khê có chút không hiểu lệ thành thịnh thì thôi đi còn tỷ thừa lại ăn phải thuốc gì à cô cự tuyệt nói không cần đâu nếu mà để tên tỷ thừa đưa cô đi làm chẳng bằng đi xe buýt còn hơn nha nhưng sức mấy mà tỷ thừa cho phép anh ta được đoán đứng lên kiên quyết nói cô ở nhà tôi thì đưa cô đi là trách nhiệm của gia chủ kiểu chuyên quyền gì thế này ninh khê á khẩu tỷ thừa điềm nhiên hối thúc mau đi đi tôi còn rất bận ê cái thằng cha này ninh khê muốn chửi ổng ghê á tự dưng đề xuất đi rồi lại hối cô quát lên từ từ chờ cái coi lệ thành thịnh nhìn anh trai mình nhận ra rằng anh ấy không giống thường ngày ông ý không phải kiểu đàn ông có thể chờ để chờ người khác đâu vừa lên xe bầu không khí lại có chút ngột ngạt ninh khê thấy nóng nên mới bảo lệ tổng mở điều hòa lên anh ta cứ bực dọc phát cáo nhấn nhầm sang nút mở trần xe thiệt tình kiểu gì mà giận ca chém thớt thế kia ninh khê nhắc nhở anh mở nhầm sang mui trần rồi kìa tôi nhờ anh mở điều hòa mà tỷ thư vừa quê vừa khinh khỉnh trả lời cộc lốc hai chữ nhấn nhầm thằng cha này đừng nói là đang ghen nha ninh khê hỏi thẳng tỷ thư bộ anh đang ghen đó à lệ tổng sức mấy mà thừa nhận anh ta kiêu ngạo hết cảm nói cô nằm mơ à nghĩ bản thân có mấy phân lượng mà nói tôi đi ghen có đánh chết tỷ thư cũng không thừa nhận rằng bản thân bắt đầu thấy cáu bản khi lệ thành thịnh xuất hiện trong nhà thân thiết mật ngọt với ninh khê cô cũng chả thèm để ý cái ông trong nóng ngoài lạnh này nữa anh không ghen thì không ghen khinh thường tôi làm cái gì ninh khê quên mất đây là đại tổ tông mà cô cửa gì mà để anh ta tranh giành so đo với người khác chính lúc này thình lình tỷ thừa đến gần ninh khê mặt đối mặt hơi thở cách nhau trong gang tấc ninh khê bị giật mình nên hét lên anh làm cái gì thế tự nhiên có người đàn ông tiếp xúc quá gần hơn hết là anh ta cực kỳ cuốn người nên một phần hồn của ninh khê xém chút là bị câu dẫn mất tỷ thừa nhìn ninh khê bằng nửa con mắt tôi thắt dây an toàn cho cô chứ làm gì bộ chẳng biết ngồi xe không thắt dây là ăn phạt à ninh khê hú hồn tim cô còn đang nhảy thình thịch tỷ thừa thừa dịp châm chọc ủa hay hình như cô đang nhầm tôi định làm gì cô à cô gái nữ chính chối bay bẩy anh bớt nằm mơ tránh xa tôi ra chút đi tỷ thừa ánh mắt ôn nhu có phần cười cợt hỏi bâng quơ vậy nếu như tôi thật sự ghen thì em làm thế nào ninh khê thoáng chốc tim ngừng đập đại não ngưng trệ không khí có phần ám muội chính lúc này cô phanh lại kịp đẩy tỷ thừa ra chấn tĩnh anh đừng có mà cho nữa ghen hay không ghen kệ anh đâu có liên quan gì đến tôi tỷ thừa cười khẩy bắt đầu lái xe không chọc bạn nhỏ này nữa chọc quá sẽ chạy mất dép đó phần ninh khê thì tim vẫn đang bán đứng chủ nhân của nó cho dù cô có kiềm chế bao nhiêu nó vẫn đập rất mạnh thậm chí còn sợ tỷ thường nghe thấy nữa. Tại công ty thời trang S39, một đám nhân viên nữ đang tụ tập với nhau, đây là công ty thời trang đứng top tại thủ đô. Nghe bên trên báo rằng hôm nay có vị phó tổng biên mới đến nhậm chức nên bọn họ phải đứng đây đón. Ở công ty này quý cô tóc tím tên Thái Ninh chính là người trong lời đồn. Ai ai cũng cho rằng chị Thái Ninh sẽ lên nắm quyền vị trí phó tổng biên tập bởi thành tích nổi trội nhất trong bảng xếp hạng. Nào ngờ đâu nay lại nhảy ra một vị phó tổng, bọn họ bàn tán nghe đồn người này là nhảy việc, mới từ nước ngoài về chẳng biết năng lực thế nào. Thái Ninh hừ lạnh lại là nhảy việc rồi mấy tên nước ngoài học lỏm được vài ba thứ linh tinh mang cái mác ngoài kia về là được làm phó tổng biên chết thiệt thật mà cô đã phải cố gắng bao nhiêu vẫn cứ ở vị trí biên tập này đám chị em tốt của cô ta liên tục phụ họa tung hứng càng khiến cho cô ta tự tin xem thường vị phó tổng biên chưa biết mặt nhưng bàn tán lộ liễu cũng không hay thái ninh bảo mọi người giải tán về chỗ làm việc đi dù sao họ cũng có cơ nên chẳng trách được vừa nhắc tào tháo tào tháo đến trưởng bộ phận nhân sự rất ninh khê ra mắt cô ấy chính là phó tổng biên vừa được sắp xếp đang lúc chờ đón thì thái ninh nhảy bổ ra chỉ thẳng mặt phó tổng biên mà chửi đồng sao cô dám vào đây cái loại chó mèo gì cũng vào được sao ninh khê cảm thấy công nhận trái đất này bé hơn cô tưởng luôn nha trưởng phòng nhân sự nhìn sang ninh khê hỏi ấp úng hai người có quen nhau sao cô cười khẩy cũng được tính là quen chỉ là có hơi đụng mặt một lần thôi à không nghĩ tới cô ấy lại yêu thương tôi sâu sắc đến như thế cô ta đen mặt cái loại này cũng dám ở đây đòi làm phó tổng biên á thái ninh lên giọng lớn tiếng trưởng phòng à cô ta là cái loại đã bỏ trốn 5 năm trước cùng với người đàn ông khác còn có con ngoài giá thú nữa chẳng biết cô ta ở nước ngoài học cái trường gà mèo nào đó rồi về đây nhận chức phó tổng sao mà điều hành được chúng tôi cả phòng ban trở nên xôn xao chuyện một người phụ nữ có thể bỏ trốn theo người khác còn có con thì đúng là giật gân nha. có thể như thái ninh nói người mới tới này đi cửa sau cũng quá trắng trợn rồi trưởng phòng quát lên tất cả đều yên lặng hết cho tôi mấy người không có việc gì làm à nguyên phòng trở về trạng thái làm việc như trước nhưng cũng cố dựng cái nết lên mà hóng đờ ra mà trưởng phòng nhân sự khó xử quay sang nói nhỏ với ninh khê tôi thì chẳng nghi ngờ gì về năng lực của phó tổng biên đâu nhưng mà thật sự nếu cô không làm rõ thì khó mà quản trị được những người ở đây lắm ninh khê cười lạnh đúng là rác ở đâu cũng thấy cô chưa chọc đến mà mấy người này đã vội vàng vậy rồi cô bước từng bước vững chắc đến trước mặt thái ninh cho cô ta ánh nhìn chuẩn bị xem tôi chiến nhé ninh khê cường điệu giọng nói hơn một chút bày ra bộ dáng oai phong lẫm liệt nếu như các vị ở đây đã nghe cô ấy nói rồi thì cũng nghe tôi nói vài lời hà đúng là khi về đây nhậm chức phó tổng biên có vài người sẽ cho rằng tôi đi cửa sau rồi chỉ là cái loại nhảy việc tôi cũng chẳng có để bụng gì đâu tuy nhiên nói cái gì ra cũng phải sạch sẽ chút và đặc biệt là phải dùng nơ dôn thần kinh nhé nếu ở đây có ai nghi ngờ về hồ sơ của tôi xin mời lên mạng tra chút ha tên nước ngoài của tôi là lea quý vị có thể lên đó sợt một chút rồi hãng xem tôi có đủ tư cách không tuy nhiên tôi cũng cảnh cáo luôn ai dám nói bất cứ điều gì bôi nhọ nhân phẩm thì tôi cũng chẳng ngại mà mời quý vị đi uống trà với pháp luật đâu nhé thái ninh hừ lạnh cái đồ ra vẻ thứ như cô để xem làm được gì cùng lắm được cái danh nước ngoài chính lúc này một nhân viên nữ trong phòng hét lên thất thanh như thể mới thấy gì sốc dữ lắm người đó đang tra thông tin về phó tổng biên theo cái tên nước ngoài mà cô ấy cho thái ninh lập tức chen qua giật điện thoại xem chủ nhân điện thoại lập tức mừng thầm trong bụng để tôi xem cô kiêu ngạo đến như thế nào hóa ra thái ninh trong bộ phận này cũng chỉ là cái gai trong mắt của rất nhiều người chứ mấy người biết xu nịnh thông tin về lea một cô gái có bằng đại học kép với hai trường thuộc top 10 quốc gia đi đều thuộc chuyên ngành nghệ thuật và thiết kế trong quá trình theo học cô đã đạt nhiều thành tích xuất sắc luôn luôn nắm giữ vị thế đứng đầu của cả hai trường trong đám nhân tài xuất sắc ngoài ra còn đạt được nhiều thành tích tác phẩm liên quan ấn tượng nhất là giải mỹ quốc gia do liên bang tổ chức Thái Ninh á khẩu quá khó tin bởi vì trước đó giai âm đã liên tục nói xấu Ninh Khê rằng cô ta là cái loại gái không chồng mà có chửa, không được học hành tử tế hay có bằng cấp gì sắt, sao lại như thế này? Ninh Khê cật hiện để lại cho Thái Ninh một câu, đừng tưởng bản thân ở dưới đáy xã hội thì liền nghĩ ai cũng ở vực thẳm nhé. Trưởng phòng nhân sự thấy tình hình có hơi leo thang, liền hòa hoãn cười nói với Ninh Khê, chuyện cũng đã được giải quyết, tôi dẫn cô vào văn phòng nhé. Ninh Khê ôn nhu mà đi theo, làm phiền rồi. Thái Ninh nhìn theo mà tức anh ách, thể là sẽ lôi Ninh Khê xuống nước cho bằng được. Chiều cùng ngày. Giai âm đến cũng đến công ty S59 mà hiện tại Ninh Khê đang làm việc để chuẩn bị cho buổi sút tinh hôm nay. Cô ta ít nhiều gì cũng là ngôi sao tuyến 18 nên thường xuyên đến đây để chụp tạp chí. Thái Ninh gấp rút ra đón bạn thân Giai âm, dù sao cô ấy cũng không biết Ninh Khê ở đây nên phải tìm cách nói mới được. Giai âm thấy Thái Ninh lập tức đeo bám, ra vẻ chị chị em em sao cậu ra đây đón mình sớm thế, có gì mới trong buổi sút tinh của mình sao. Thấy Giai âm cứ thế mà đi vào phòng chụp Thái Ninh toát không ra mồ hôi, bởi vì người là cô ta nhét vào chứ Giai âm không có tư cách dùng tài nguyên công ty mà chụp hình nếu chuyện này bể ra sợ có hơi khó ăn nói cho nên thái ninh mới thông báo với giai âm luôn buổi suốt hôm nay chắc không được rồi giai âm hầm hực quay lại hỏi thì thái ninh cho biết hung tin phó tổng biên tập của bộ phận bọn họ đã đổi người và trùng hợp chính là ninh khê nghe tới hai cái chữ này mà giai âm tức anh ách lập tức không biết tôn ti trật tự mà xông vào phòng làm việc của ninh khê còn chẳng thèm đóng cửa à ta oan oan rằng ninh khê là đồ đố kỵ có gì thì cứ công tư phân mình sao lại chơi đùa ở đây rồi còn gây hại cho thái ninh nữa đi cửa sau cũng phải có mức độ thôi chứ đám người dân văn phòng lại có thêm dưa để ăn bọn họ cho rằng sếp mới đến đi vào cửa sau nên nhiều đờ ra mua quá ninh khê lạnh giọng tuyên bố cô bớt ngựa ở đây mọi suốt trục trang điểm của cô hôm nay đều bị hủy bỏ giai âm phẫn nộ nói ninh khê không có quyền gì ở đây cả nghiêm túc đáp trả tôi chẳng nhầm thì quý cô đây là minh tinh tuyến 18 nhỉ mà các suốt tạp chí hôm nay công ty sắp xếp đều phải là giải trí tuyến một tuyến hai đến chục không biết cô làm sao mà vào được đây căn bản là thái ninh vẫn còn đang mù quáng vì bạn của cô ta bị hạ nhục liền gân cổ cãi cùn vị trí buổi chụp hôm nay cũng đã xét xong với phòng chụp rồi nếu như cô tự tiện hủy như thế chẳng phải cũng là làm tổn thất tài nguyên công ty đó sao ở bên ngoài quần chúng ăn dưa sớm đã tụ tập bọn họ tò mò lại là phó tổng biên mới nhậm chức gây biến à dữ dội quá chừng một người nhân viên nữ đi ngang qua liền công nhận chị thái ninh nói đúng dùng hay không dùng cũng làm tiêu tốn tài nguyên của công ty mà giai âm khinh bỉ tôi xem cái thứ hạ tiện như cô làm sao đứng vững ở đây ninh khê hừ lạnh mấy người muốn chơi dùng chiêu trò dư luận đè bẹp à đừng có mơ cô tuyên bố rành mạch mặc kệ giai âm có đang dễ nảy như thế nào tôi là phó tổng biên ở đây việc tôi cho phép mấy cô sử dụng tài nguyên của công ty hay không đều nằm trong quy định mời cha còn có thái ninh cô dám nhất bạn bè của cô vào để chấm mút tài nguyên gây tổn thất trong công ty tôi còn chưa đụng đến cô đâu đấy cảm phiền thông minh lên chút giết gà dọa khỉ ninh khê quay sang cảnh cáo cô nhân viên vừa nãy đứng hóng dưa thế nào việc này có còn xem là tôi lãng phí tài nguyên của công ty không còn có nhân viên phòng trục mấy người lên xét rồi hủy thì được xem là tiêu tốn à nếu thế thì tôi sa thải mấy người luôn nhé cho đỡ tốn tất cả đều bị cho một màn này dọa sợ họ cần công việc hơn là xen vào chuyện hào môn thế ra vội vàng chạy trốn chết Gia âm tặc lưỡi, cái đám nhát cái, bọn họ đi rồi làm sao mà hạ nhục con tiện nhân Ninh Khê này được nữa, còn cô đã cướp vị hôn phu của em gái thì thôi đi lại ở đây làm khó dễ. Ninh Khê thầm buồn cười, đúng là kẻ thích vạch áo cho người xem lưng. Ninh Khê tuyên bố cô chỉ là ngôi sao tuyến thấp, vị trí này tôi cũng đã tiếp quản rồi. Từ nay không cho phép ai lấp liếm dùng tài nguyên của công ty mà đi làm mấy cái thứ vớ vẩn này có hiểu chưa? Sau xuôi việc công bây giờ đến việc tư, Ninh Khê thông báo cho giai Âm, cô đang ở trong biệt thự của tôi đó nhỉ? Cảm phiền cô trong ba ngày dọn ra khỏi đây, nếu không thì đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh ả à, ta vẫn cố ra vẻ chấn định từ chối không biết gì, đều là ba ba tặng cho cả mà. Thực tế vị trí ngôi nhà đó quá tốt cô ta không muốn đưa lại cho ai cả. Ninh Khê quá quen với cái màn diễn trò bạch liên hoa này rồi, giờ quẻ luôn. Đó là tài sản mẹ để lại cho tôi. Nếu như tôi dám nói có nghĩa là tôi có đủ biện pháp tống cô khỏi cái nơi đó cho nên liệu hồn mà dọn đi. Thái Ninh thấy bạn bị ức hiếp lập tức nhảy ra chen ngang, gầm gừ dọa nạt Ninh Khê đừng có mà quá đáng dù sao hai người cũng là chị em, cô cũng đã cướp vị hôn phu của gia âm rồi còn gì. Ninh Khê đỡ chán cười mỉa mai gia âm, người em họ này cũng thật là cô phải thấy may vì bạn thân thái ninh của cô chẳng biết cái quái gì về người bạn xinh đẹp tốt bụng này đi gia âm lớn tiếng làm ra vẻ bảo vệ thái ninh cô nói thế nào cũng được không được đụng đến bạn của tôi xem màn chị chị em em tình thâm quá chừng không dây dưa với cô ta nữa ninh khê trực tiếp mời bảo vệ đến cả phòng ban lùng xùm gia âm la hét liên tục cô ả à vẫn chưa chịu buông tha cái tài nguyên ở đây cô xác mà nói hôm nay tôi đã hẹn chụp hình rồi mà mấy người không được công tư bất phân như thế tôi là ngôi sao đó bảo vệ thấy thế liền khó xử không dám động quay lại nhìn ninh khê xin chỉ lệnh chính thức cô lạnh lùng hạ lệnh ở đây tôi là phó tổng biên còn cô ta không hề được phép vào đây ngược lại còn gây huyên náo nên mấy anh đưa ra ngoài lần sau đừng cho vào nữa bảo vệ đã hiện sách hai tay của giai âm lôi ra ngoài hệ như con chó thái ninh đứng bên cạnh đau xót cho bạn muốn bọn họ buông cô ấy ra nhưng căn bản không được thấy bầu trời đã thái bình ninh khê cũng lười đôi co mấy người trong phòng này muốn nghĩ gì tùy cô trực tiếp vào phòng đóng cửa thái ninh nhìn bạn bị lôi đi tâm tình vô cùng bứt rứt ả à cho rằng ninh khê chuyên quyền độc đoán nhất định sẽ bị hạ bệ sớm thôi nhưng một mình cô căn bản chẳng làm nên trò chống gì được phải đi liên kết mọi người lại để kéo cô ta xuống cuối cùng một ngày làm việc mệt mỏi cũng kết thúc ninh khê lê thế lết thết bước về nhà công việc không khiến cô mệt mỏi mà đấu mùng với đám kia mới mệt lệ thành thịnh đã đứng trước cửa từ lâu chờ đón ninh khê về nhà liên thoáng nói đáng lẽ tôi sẽ đi đón cô nhưng mà tại lo dạy mấy thằng nhóc học quá nên quên mất thời gian ninh khê giơ tay phanh mùng lệ thành thịnh lại anh trai à anh có gì thì để sau hãng nói nha bây giờ tôi đang rất mệt không có sức nói đâu vừa đúng lúc tỷ thừa cũng đi làm mới về anh cáo kỉnh đưa cặp táp cho quản gia lại nhìn thấy ninh khê thì hỏi quản gia cô ấy cũng vừa mới về à quản gia báo cáo chỉ về cách trước ngày có 3 phút ạ à. ra là thế tỷ thừa muốn vào chào cô ấy một tiếng hai người sớm nay đã làm hòa rồi nên tâm tình dễ chịu hẳn ngờ đâu vừa mới đi vào đã thấy lệ thành thịnh một bộ dáng chăm sóc ninh khê hệt như bạn trai tâm tình lệ tổng có chút ăn dấm chua hai người họ cũng thấy lệ tổng xuất hiện liền nhìn chân chối bánh cũng chưa kịp nhận lệ tổng đã tức tốc đi đến trên ngang lệ thành thịnh đêm nay chú dọn đồ đi đi anh không tiếp nữa oan ức quá nhà cậu thịnh miêu máu anh à em đâu có làm gì nên tội đâu em mới ở được có một hôm à sao anh đuổi liền thế tỷ thừa trịnh trọng lấy lý do là vì em ở đây quá ồn ào gây ảnh hưởng đến mấy đứa nhỏ trong nhà học không tốt cho bọn nó thừa thiếu chủ dơ hai tay xin cứu đính chính là em không có ồn ào nha em còn ra sức dạy bọn nhỏ học cả một buổi chiều đó anh hai có thể hỏi ba đứa nó mà hân chắc thấy trái bóng bị đá về phía mình liền hỏi làm sao đây chú lệ giận muốn đuổi chú thịnh ra khỏi nhà rồi Cổn cồn cũng thấy thương chú quá mặc dù chú rất tốt nhưng cổ rất tiếc cồn muốn gì làm mẹ cồn cơ hân hiểu cảm khái dù sao chú thịnh vừa đẹp trai vừa xoay khí lại rất tốt bụng chọn ai giữa hai chú lệ em cũng thấy tiếc hết trơn á tỷ thừa thấy ba đứa nhỏ đang đứng ở cầu thang vừa đúng lúc anh tiến đến chọn cồn củn cồn hỏi có thật chú ấy đã dạy cho các con học cả một buổi chiều không cồn củn cồn nhìn sang chú thịnh chú ấy đang chắp tay cầu cứu ánh mắt van nài bờ ly đó mấy nhóc nhưng tư côn rất tiếc cháu cũng thích chú nhưng mà xin lỗi vì sự nghiệp giúp mẹ về vinh cồn củn cồn liên chính tố cáo chú thịnh nói xạo đó ba chú ấy cho tụi con chơi game cả một ngày tỷ thừa mặt nổi đó hàm hàm âm trầm sắc khí lệ thành thịnh em còn gì để nói lệ thành thịnh khóc không ra nước mắt chừng nay tuổi đầu rồi bị ba đứa nhỏ nó chơi cho một vố nặng còn có nguy cơ sắp phải ra đường cậu chắp tay mặt bán manh cầu anh hai tin em đi mà lệ tổng âm thầm hài lòng với mấy đứa nhóc không hổ là con trai của ta trở lại chuyện chính tỷ thừa nói không là không bây giờ chú ngay lập tức đi đi thịnh thịnh cầu xin anh à giờ cũng tối mịt rồi không mấy cho em ở lại một đêm rồi sáng mai em đi nha khẩn thiết cầm tay anh hai mong ảnh mở lòng từ bi nha nha em cầu anh đó ninh khê nãy giờ ngồi một bên xem trò cười thật sự hề hước quá chừng cô bật cười thành tiếng đi làm về có cái vở kịch này cũng không tệ nha. Hai anh em liền quay sang nhìn Ninh Khê, bất ngờ vì cô cười, hơn nữa cười rất ấm áp. Tỷ thừa hỏi cô có gì mà đáng cười à? Ninh Khê đứng dậy đi tới gần chỉ chỉ cái nắm tay thân thiết, thì là vì hai người thật sự là anh em thân thiết đó nha ha ha. Nhưng mà cô cũng khuyên tỷ thừa một câu, dù sao bên ngoài trời cũng tối rồi, để chú ấy ra ngoài cũng không hay, anh cứ để chú ấy ở lại đây đi. Đêm rồi không phiền bọn nhỏ được đâu này. Lệ Thành Thịnh bán thảm, Ninh Khê là tốt nhất. Tỷ thừa thì vợ đã nói rồi nên đồng thuận theo. Ninh Khê đi đến chỗ bọn nhỏ dặn dò nếu hôm nay chưa làm bài tập vậy thì lát ăn tối xong liền làm hết bài tập về nhà nha không có được quậy nữa ba đứa bày kế hãm hại chú thịnh xong thì vâng lời chạy tọt lên trên kiểu gì cũng phải đến tay của phụ nữ thì cả cái nhà trẻ này mới yên tĩnh được đến giữa đêm sau khi dỗ bọn nhỏ ngủ và làm chút việc linh tinh ninh khê mới được tắm thư giãn xong đúng là vừa chăm sóc mấy đứa nhỏ vừa đi làm quả có chút nhọc nhằn vừa hay đang đi ra thì tỷ thừa cũng từ cầu thang đi xuống cô hỏi thăm anh ta xã giao mới làm xong công việc à anh ta cũng ậm ừ rồi thôi cả bầu không khí trở nên khó xử hai người nhìn nhau chả nói câu gì đại khái vẫn còn đang sự chân chuyện tỷ thừa ăn dấm cả một ngày nên thành ra có chút cứng họng ninh khê họ khụ khụ giải vây trước nếu anh không còn chuyện gì thì đi nghỉ sớm nhé tôi cũng nghỉ ngơi Sau xuôi cô nhanh chóng quay người lại rời đi cho đỡ ngượng nhìn theo bóng lưng ninh khê tỷ thừa không nhịn được muốn nói với cô một vài chuyện về lệ thành thịnh anh ta gọi cô lại ấp úng một vị tổng tài nhiều khi trong chuyện tình cảm cũng khó mà nói ra rành mạch ninh khê quay lại hỏi anh ta có gì cần nói sao tỷ thừa quyết tâm cảnh báo ninh khê lệ thành thịnh tuy nhìn bề ngoài nó lịch sự nhã nhặn dù là em trai tôi cũng phải nhắc nhở cô nó phong lưu thành tính nên đừng để trở thành một trong những bộ sưu tập của nó ninh khê có cảm giác đây là hình như anh ta đang nhắc nhở cô đúng chứ tim tự nhiên có chút dạo rực hai má đỏ ửng cô vội vàng cảm ơn tỷ thừa rồi chạy đi sợ anh ta phát hiện thực tế là lệ tổng đã thấy rồi nhưng anh hiểu lầm thành ninh khê vì thích lệ thành thịnh nên thành ra nghe đến tên cậu em trai đó mới đỏ mặt rời đi ninh khê lại bắt đầu trải qua một đêm mộng mị trong mơ cô thấy tỷ thừa tra hỏi cô mối quan hệ giữa mình và lệ thành thịnh ánh mắt anh ta lạnh lẽo tức giận như thể chỉ cần cô thừa nhận anh ta sẽ bóp chết cô ngay tức khắc Ninh Khê mơ mơ màng màng trả lời tỉ thừa rằng giữa bọn họ không có gì cả anh đừng hiểu nhầm. Sau đó anh ta lại hỏi rằng vậy giữa tôi và cô chúng ta là gì? Tim của Ninh Khê bắt đầu nhộn nhịp, câu nói đó của anh ta nghĩa là sao cơ chứ? Giữa bọn họ thật ra là sao? Chính lúc này Ninh Khê tròn tỉnh, cô cảm thấy mọi thứ quá chân thật đến mức như không phải làm mơ nữa rồi. Cô ngồi trên giường một lúc vì còn bị sang chấn sau giấc ngủ, tưởng bị bóng đè tới nơi. Ninh Khê vào đầu bứt tai, cứ làm sao mà dạo gần đây toàn mơ đến người đàn ông đó thế này, mau tỉnh táo lại đi Ninh Khê. Chuẩn bị xong tư trang đi làm, vừa đi ngang phòng khách đã bắt gặp tỷ thừa đang nhàn nhã ở đó uống trà đọc báo cáo tài chính anh ta mở lời trước muốn đưa cô đi làm ninh khê hận cái nhà này sao quá trời phòng anh ta không ngồi đọc báo lại ở đây mà ngồi nghĩ tới chuyện trong mơ cô còn đỏ mặt tía tai tiếp xúc thân mật với anh ta nên thành ra mặt có chút đỏ bỏ đi một nước vội vàng nói tôi đi tàu điện ngầm được rồi cảm ơn anh tỷ thừa khó hiểu nhìn người phụ nữ đang chạy trối chết kia đây là đang muốn lảng tránh mình à vì cái chuyện tối qua sao ninh khê vừa đi lệ thành thịnh đã ngáp ngắn ngáp dài đi xuống vẫn cái thói phong lưu tán tỉnh mấy em gái nguyên đêm nên thành ra có chút dậy muộn. cậu ta hỏi Ninh Khê đã đi rồi à? vậy mà em còn muốn đưa cô ấy đi làm cưa lấy. Mới sáng sớm mà bình giấm đã đổ. tỷ thừa cảnh cáo em tỉnh rồi thì bớt nói nhảm. mau thu dọn đồ đạc trong hôm nay rời khỏi đây đi. chiều nay tôi đi làm về đừng để tôi nhìn thấy chú mày nữa. lệ thành thịnh tặc lưỡi, ông anh này cứ nhắc đi nhắc lại một chuyện. mỗi lần thấy cậu đến gần Ninh Khê là y như rằng hậm hực chẳng thèm che giấu. lệ thành thịnh thâm sâu khó lường nhìn anh trai, xem ra anh ta đã thích Ninh Khê rồi, mà có khi bản thân còn chưa nhận ra nữa cơ phía ninh khê sau khi ngồi ba chặng tàu điện của cuối cùng đã đến công ty vì cô là phó tổng nên có một phòng riêng tự nhiên hôm nay đi vào công ty có chút khác lạ ai cũng né cô như né tà bảo là mau tránh ra coi chút có lửa đốt đến thân nó mở cửa vào phòng thì y như rằng một bãi chiến trường tẩy huầy toàn bộ hồ sơ đều bị ném xuống đất giấy tờ lung tung cả lên ninh khê nhìn sang camera của phòng hung thủ xem ra có chuẩn bị rất kỹ càng biết dùng bóng bay để che mắt cơ đấy thế này thì chẳng điều tra ai đã làm rồi đúng là hạng con nít mà cô liền đi ra ngoài phòng làm việc đến chỗ của thái ninh mời cô ta vào trong phòng đám nhân viên bên cạnh được lúc xem kịch hay của vũ thái ninh cẩn thận chút vừa vào cô ta đã dãy lên gân cổ nói tôi không có làm gì cái phòng của cô cả chẳng có chứng cứ thì đừng lôi người vô tội vào ha ninh khê mỉa mai tôi chưa nói gì luôn đấy nhé nhưng tôi gọi cô vào đây không phải là vì ba cái trò mèo tầm phào của mấy người cô mau xem những gì mình làm đi nói đoạn ninh khê vứt một sấp bản thảo thiết kế xuống bàn đây là hồ sơ dự án mà thái ninh đã nộp mấy ngày trước cho bên tuần lễ thời trang nước ngoài ninh khê lạnh lùng thông báo hồ sơ mà cô chuẩn bị đã bị trả về cô có biết nguyên do không họ nói cô là chất lượng sản phẩm không tốt bắt công ty tự chỉnh đốn nhân viên rồi hãng nộp thái ninh không tin được bản thảo mà cô ta nộp đi thi tuần lễ thời trang lại bị trả hết về toàn bộ đây là mấy cái cô ta tâm đắc nhất mà ninh khê chọc ngoáy càng sâu bản thân tôi biết cô không có tài cán như đừng có dùng cái trò copy mà hạ uy tín của công ty mau chóng đem nó về tự mình vẽ lại một bản mới đi rồi hãng nộp lại cho tôi còn không thì cô chả cần ở lại công ty này làm gì cho tốn chỗ đâu thái ninh không cam tâm đáp trả cô lấy bằng chứng đâu vu khống tôi sao chép đừng có ăn nói hàm hồ ninh khê cười châm chọc đến nước này rồi mà cô còn ra mồm Xong song đó ninh khê đưa lên một tập tài liệu trong điện thoại là bản so sánh phát thảo của cô ta cùng một tác phẩm nổi tiếng khác cô nhìn đi nhé mọi thứ đều ở đây muốn người khác không biết trừ khi mình đừng làm nếu cô còn dở mấy cái trò thủ đoạn đừng trách tôi nộp những thứ này lên cô biết mà sao chép thì sự nghiệp của cô sẽ đi tong đó ninh khê bỏ lơ thái ninh đi ra bên ngoài tiện thể quang cho cô ta một câu chẳng phải cô thích cái phòng làm việc phó tổng biên này của tôi lắm à cô ưng thì tôi để cho cô dùng nhé chúng ta đổi chỗ thôi giải quyết xong một con mèo quào Ninh Khê ra ngồi chỗ Thái Ninh mà làm việc còn cô ta ở trong cái phòng hỗn độn đó tự giải quyết mọi thứ. Đám nhân viên xung quanh càng thêm sợ hãi Ninh Khê, bàn tán lung tung, không hổ là phó tổng mới, lợi hại thật đấy có nhu có cưu chuyện gì cũng giải quyết được cả. Ninh Khê thì chỉ tập trung làm tốt công việc của mình, nỗ lực bấy lâu nay không phải để mấy lời nói khác đụng tí là nhục chí được. Chính lúc này điện thoại đang để bên cạnh rung lên, nhận một tin nhắn mới. Là tin nhắn của tổng biên tập, chị ấy thông báo rằng tối nay có tổng biên tập của một tờ tạp chí cao cấp muốn ký kết hợp đồng với công ty nên phiền cô qua đó một lát. Ninh Khê chẳng ngần ngại gì từ chối trực tiếp đồng ý. Đúng 6 giờ chiều Ninh Khê có mặt tại nhà hàng mà tổng biên tập đã báo, đây là một nơi khá trang trọng nhưng có phần ăn chơi, như kiểu chỉ dành cho mấy tay công tử ra vào. Ninh Khê tìm theo phòng đúng như đối tác đã hẹn, đây là một phòng riêng tư, dùng để bàn chuyện làm ăn. Vào đến bên trong thì Ninh Khê lịch sự chào Vương tổng, nhưng chẳng ngờ giai âm cũng có ở đây, cô ta ngồi một bên. Cô ý nói nhỏ với Vương tổng bằng ánh mắt thâm hiểm, Vương tổng người đó chính là nhà thiết kế mà tôi đã nói với ngài, rất thích hợp chơi xếp hình nha, Vương tổng lập tức cười hề hề mới Ninh Khê ngồi xuống rồi có gì chúng ta từ từ nói chuyện, Ninh Khê cũng không thể làm gì khác được ngoài việc nhẫn nhịn. Bởi cô cảm giác tống giấy âm bạch liên hoa này mà ở đây thì phải hết sức cẩn thận. Thôi thì giải quyết việc trước đã, tống giấy âm đưa sẵn cho cô một tách trà như là phải phép. Ninh Khê chẳng quan tâm trực tiếp lấy ra kế hoạch tạp chí của công ty, đồng thời giới thiệu cô là phó tổng biên tập sẽ phụ trách hạng mục lần này. Cô đưa cho Vương tổng xem qua dự thảo để ổng có gì còn bàn bạc rồi ký hợp đồng. Nào ngờ đâu ông ta chẳng lấy bản thảo mà chụp lấy tay của Ninh Khê, mò mẫm gương mặt hoang dâm đỏ ửng ngà ngà nói đêm xuân tiêu đáng giá ngàn vàng bản thảo thì để sau tôi nghĩ phó mặc tiểu thơ đây hiểu ý tôi mà đúng chứ hiểu cái khỉ á ninh khê trực tiếp dùng lực đánh cái bốp lên tay lão già đó đồng thời cố ý hất tách trà nóng của lão nằm bên cạnh cái ly mất thăng bằng bị tác động nên lăn quay đổ hết trà xuống quần áo của lão ta ngại quá tôi bị trượt tay nha vương tổng lão có hơi cáu nhưng rất nhanh giai âm bên cạnh đã hòa hoãn cô ta cố ý mềm mỏng ra vẻ giải vây cho ninh khê hỏi thăm vương tổng có sao không để em lau cho ngài nha ông vương vẫn còn bực dọc lau bao quần áo tôi ướt hết rồi cô tính làm sao đây tống giai âm đắc thắng kế hoạch đã đi được một nửa cô cười mỉa mai ninh khê nói chị xem chị làm ướt hết quần áo của vương tổng rồi bộ đồ này sợ là chi để không nổi hay thôi chị uống một ly bồi tội với vương tổng nhé nói xong cô ta chủ động rót rượu vang vào ly để bên cạnh tách trà cho ninh khê xem cô ta muốn hại chị gái tới mức chẳng thèm che giấu gì luôn ninh khê cảnh giác nhìn ly rượu ký ức từ 5 năm trước ùa về xem ra cái trò này à muốn chơi lại lần nữa chứ gì một người sao có thể té hai lần trên một dòng sông được ninh khê nhìn sang ly trà kế bên đoán chừng là không có độc dù sao cũng vào thế rồi liều thôi cô cầm lên ly trà nóng hướng vương tổng nói xin lỗi nhưng tôi không uống được rượu nên dùng ly trà này kính ngài một ly mong ngài bỏ qua cho sau xuôi ninh khê uống cạn một hơi sạch chén trà cả tống giai âm và lão vương nhìn ninh khê uống hết ly trà mà cười tà ác cuối cùng thì cũng cắn câu nhé ninh khê thấy cần phải tìm cách đi để phòng trừ hai người còn chưa gì tiếp theo nên xin phép một cách lịch sự đứng lên đi vệ sinh giai âm nhìn theo ninh khê châm chọc cô ta có vẻ thông minh đó nhưng thông minh quá lại bị chính cái đó hại xem chừng cô chẳng thể ngóc đầu nữa rồi à ta quay sang nói với vương tổng ngài nhớ quay lại khoảnh khắc xuân tiêu của hai người nhé nếu clip đạt chất lượng tôi sẽ nói với cha tôi mặc ra tài trợ cho công ty của ngài một khoản đầu tư không nhỏ đâu nha lão vương cười hề hề hứa chắc đợi khi xong chuyện cô nhớ nói một tiếng tốt với lão mặc cho tôi nha đúng là thương trường cái đầu không có thì chỉ đành dùng mấy trò đê tiện bị ổi gia âm cười tà ác để tôi xem lần này cô có ngóc đầu được không ninh khê chơi với tôi thì cho dù 5 năm hay 10 năm cô đều không có cửa tiện nhân xem xem tỷ thừa có còn quan tâm đến thứ rẻ rách như cô không ninh khê đi vào phòng vệ sinh xong trở ra trong lòng hết sức chán ghét đã biết tống giai âm cắm dễ sâu nhưng không đến mức chen chân được vào công ty sắp xếp ra kế hoạch bị ổi thế này cô ta muốn lặp lại chuyện của năm đó để lần nữa dìm cô xuống vũng lầy cô tuyệt đối không tha thứ tuy không biết ngoài kia hai người còn âm mưu chuyện gì còn sự mục dũng trong công ty nữa nhưng binh đến tướng chặn đi tới đâu hay tới đó vậy chính lúc này đột nhiên cảm thấy đầu có chút lâng lâng hai chân không tự chủ được mà đi khá loạn trọn vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì lão vương đã trực chờ ở đó từ lâu cô bỏ qua lão ta đi về phía cửa ra vào chỗ đó có nhiều hơn hẳn sẽ không cố ý làm bậy được nhưng càng đi chân càng mất sức mắt cũng bắt đầu loạn trọn long thâm mắng chẳng ổn cô liền rút điện thoại ra mà cho má hơn cả là nó còn đúng 3 phần pin chưa kịp bấm gọi đã tắt nguồn ninh khê mất hết sức lực ngã khuỵu xuống hệt như một cô gái say rượu vương tổng tiến đến tỏ vẻ hảo ý nâng ninh khê dậy lão cố ý lớn tiếng nói mặc tiểu thư đã uống say quá rồi để tôi đưa cô về nghỉ ngơi căn bản ở đây chỉ cho rằng là ninh khê như đứa con gái say rượu được người khác tốt bụng đỡ đi thôi ninh khê cố gắng trong lúc còn tỉnh táo tính đường lui cho mình vừa hay căn phòng mà lão đỡ cô đi ngang qua đang có tiếng ồn ào huyên náo dù sao giữa một con đường khẳng định sẽ chết và một con đường mơ hồ phải liều thôi cố gắng dùng tay mở cánh cửa phòng đó ra chạy vào trong hét kêu cứu nhưng chưa vào được thì mặt đã va phải vòng ngực săn chắc người đó hỏi cô sao lại ở đây ông trời cho ngươi thế nào mà trùng hợp đó chính là tỷ thừa anh ta thấy sắc mặt ninh khê có vẻ không tốt vương tổng thấy tỷ thừa quen cô gái này liền sợ sệt hỏi đó là người của ngài sao ạ lão rối rít gấp rút xin lỗi ai mà không biết động vào người phụ nữ của tên đáng sợ này sẽ không toàn thây đâu chứ tỷ thừa nghiêm nghị lạnh giọng nói mau cút đi nếu ánh mắt có thể giết người khẳng định có án mạng lão vương nhanh chóng tốc biến nhà mặc ra hai đầu tư gì để sau đã lệ ra mà dìm thì chỉ có chết tỷ thừa quan sát tình hình ninh khê một hồi nhìn là biết bị tính kế trúc thuốc rồi anh đỡ cô vào lòng đưa ra về đồng thời nói vọng với đám trong phòng mấy người ở chơi đi tôi về trước bên trong ăn chơi tụ tập có cả lệ thành thịnh anh nhìn cô gái vừa nhào vào lòng anh cả trông có hơi quen nhưng vì bị tỷ thừa cản trở tầm nhìn nên không thấy rõ nhưng chắc không thể nào đâu ninh khê làm sao mà có mặt ở cái nơi chắc táng thế này được tỷ thừa đưa trực tiếp ninh khê về nhà lệ ra trời cũng đã quá nửa đêm rồi quản gia thấy mặc tiểu thư đang nằm trong lòng tiên sinh thì có hơi thắc mắc hỏi không biết cô ấy ổn không tỷ thừa chỉ nói cô ấy hơi mệt thôi anh hỏi quản gia mấy đứa nhỏ ở đâu rồi quản gia báo cáo hai vị công tử cùng tiểu thư nhỏ đã ngủ rồi thừa tiên sinh có cần tôi đánh thức mấy đứa dậy không tỷ thừa lắc đầu không cần đâu anh ta trực tiếp bế ninh khê lên trên lầu đồng thời dặn dò quản gia tối nay cô ấy sẽ ngủ phòng cho khách ông mang một ít nước ấm lên trên phòng cho tôi tốt nhất nhẹ nhàng thôi đừng làm phiền tụi nhỏ tỷ thừa mang ninh khê lên phòng khách để tránh cho tình huống khác phát sinh vừa đưa ninh khê vào phòng cô ấy đã mê man dựa vào bờ ngực của tỷ thừa mà rên rỉ khó chịu anh ôn như đặt cô xuống giường thủ thì hỏi khó chịu ở đâu nói tôi nghe đi nhưng ninh khê căn bản chẳng biết mình đang làm gì cô linh di mở mắt thấy tỷ thừa thì nói mớ hóa ra anh ở đây à tỷ thừa cô níu kéo vạt áo của lệ tổng mê man cầu xin anh đừng đi tỷ thừa mặt mày đỏ lượng tâm tình có chút nhốn nhau Tình linh cô chàng ôm lấy tỷ thừa thổ lộ anh có biết là tôi đã khó chịu như thế nào khi ở bên cạnh anh không? Tim nó cứ đập hoài không dừng à, khó chịu lắm, tỷ thừa đứng hình, cô ấy nói vậy có nghĩa là có để ý đến anh sao? Tỷ thừa xác nhận lại một lần nữa, em có biết đang nói cái gì không? Mau tỉnh táo lại đi. Ninh Khê nũng nịu cầm cà vạt của tỷ thừa kéo gần khoảng cách giữa hai người, hai mắt mờ mịt thủ thỉ vào tai anh. Anh chồng gẹo tôi, khiến tôi thích mà không cho tôi nói gì là sao? Anh bắt nạt người ta nha. Tỷ thừa hoàn toàn bị sự mê người và quyến rũ này đánh bại, dù biết cô đang dính thuốc, nhưng cái này là do em lựa chọn tôi đã muốn buông tha em rồi anh trao cho ninh khê cái hôn nồng cháy một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng hai bên quấn quýt không rời xâm chiếm từng tấc đất của đối phương ninh khê rất mạnh mẽ mà phối hợp quản gia ở bên ngoài đã bưng nước lên từ lâu nhưng thích nghĩ tiên sinh mấy chục năm rồi mới có được một mảnh tình vắt vai nên thôi ông cũng chẳng phá làm gì chúc ngài may mắn tiên sinh sáng hôm sau ninh khê mơ mơ màng màng tỉnh cái đầu nó đau như búa bổ đột nhiên cô nhớ ra thằng cha vương tổng hắn làm gì cô rồi cảm thấy bản thân đang nằm trên giường bên cạnh còn có hơi thở phập phòng cùng thân nhiệt ấm áp ninh khê quay sang nhìn và cú sốc buổi sáng đầu ngày tỷ thừa đang an nhiên mà ngủ bên cạnh cô mặt ninh khê kiểu cái khỉ gì đây lệ tổng sao anh ta lại ở đây hai người có làm gì chưa ngủ luôn cả một đêm á hả ninh khê tức tốc phi như bay về phòng thiên thần thánh địa ơi cứu con đến giờ ăn sáng thay vì nhìn mặt tỷ thừa thì ninh khê úp hẳn cái mặt vào bát cho đỡ nhục thấy cô ăn có vẻ háo đói quá sợ nghẹn nên tỷ thừa tốt bụng đưa cho cô cốc sữa đậu nành hân hiểu rất thành thực mà nói mẹ cháu thích nhất đậu nành đó chú lệ thật hiểu mẹ cháu ghê cảm ơn chú lệ tỷ thừa hiếm khi được phân diện cười hiền từ ít nhất chỉ thể hiện ra mặt đó với mấy đứa nhỏ trong nhà anh ta nói với hân hiểu không cần cảm ơn đâu bé con cũng phải uống sữa nhiều để trong lớn nó hân chắc và cồn cồn bắt xong tần số rất nhanh mẹ tự nhiên cứ cắm cúi vào ăn chẳng nói gì có biến rồi hai đứa trao nhau ánh mắt chuẩn bị lên kế hoạch ninh khê cũng vừa ăn xong cô lập tức thả bát lùi thủi nói mấy đứa mẹ đi làm ở nhà ngoan nhà tỷ thừa mở lời để anh trở đi làm cho ninh khê kiên quyết cự tuyệt từ đầu chí cuối một khắc cũng không quay lại cho người ta nhìn mặt tỷ thừa cười thích thú công nhận cô ấy còn có mặt xấu hổ này nữa dễ thương thật cả ba đứa mèo nhỏ nhà này ánh mắt phát sáng được được đó nha chú lệ và mẹ bắt đầu có tình yêu loài người rồi tỷ thừa ba chấm nhìn mấy đứa nhỏ có gì dính trên mặt chú à cuồng cồn treo từ trên ghế xuống đi sang chỗ ba nói thành thật ba ơi gì ninh khê có làm mẹ của cuồng cồn được không thằng bé nói thật là thấy hai người ở chung rất hòa hợp thậm chí gì còn không có chê ba nữa trọng điểm mà tỷ thừa bắt được là bộ trong mắt con trai ba không phù hợp với gì đến thế sao thằng bé bĩu môi chê ra mặt chứ gì nữa ba vừa độc đoán khó ở khó gần lại còn thích kiểm soát người khác hung dữ nữa mà gì ấy thì hiền quá trời xem con trai mình cho ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng chê ba nó không thiếu chỗ nào luôn đúng là hảo con của ta tỷ thừa lạnh lùng cảnh cáo cồn cồn bớt lo chuyện người lớn đi ông cụ non sau đó anh ta bỏ đi một nước trông vẻ mặt rất chi là bối rối mấy đứa trẻ bắt đầu mở chiến dịch tác hợp chú lệ và dì mặc hân chắc tổng kết trước xem ra ba của anh cồn cồn có thích mẹ em rồi nà cồn cồn thắc mắc thế giờ nên làm gì tiếp theo đây có cần phải theo kế hoạch của em nữa không hân chắc khẳng khái chất quân sư ngấm từ trong máu vẫn phải theo chứ mọi người nghe em phân nhiệm vụ đây hân hiểu phụ trách ở chỗ nắm thông tin của mẹ còn anh cồn cồn phải nắm mọi thứ từ chú lệ còn hân chắc em sẽ phụ trách tổng hợp và phân tích thông tin được chứ tập đoàn mai mối ba thành viên chịu trách nhiệm điều hành hân chắc chính thức ra đời kể từ giờ phút này trốn được một mạch đến công ty ninh khê mới có thời gian sắp xếp lại mọi thứ cô thấy bản thân mình ngu quá mà biết rõ tống giai âm không phải hạng người bình thường đáng lẽ hôm qua không nên uống cái gì hết cũng may có tỷ thừa ở đó nhưng cũng vì thế mà hai người mới phát sinh chuyện kia nhìn văn phòng sạch sẽ ít nhất cái cô thái ninh kia còn có chút thưởng thức nếu hôm nay còn gây chuyện khẳng định là lấy cô ta làm bia chút giận ngồi vào bàn làm việc mà luôn luôn suy nghĩ về chuyện của tỷ thừa khả năng cô phải dọn ra khỏi lệ ra một cách nhanh chóng không thể để việc này kéo chân thêm nữa đột nhiên trên bàn cô xuất hiện một tờ khách mời đây chính là danh sách khách hàng mà đáng lẽ cô phải đi gặp hôm qua nó khác hoàn toàn so với tên vương tổng mà hôm qua cô gặp người đó đáng lẽ lý minh thái ninh khê đập bàn tức chết mà con ả à tống ra âm đó cái gì cũng có thể nhúng tay vào đến khách hàng của công ty cô ta còn dài tay đến như thế này đã tâm tình không tốt thì thôi vừa ra ngoài đám người Thái Ninh đã túng tụng lại nói xấu Ninh Khê trước mặt cô là cái hạng người đi cửa sau rồi còn chẳng có tài cáng gì lấy thân thể ra để đổi khách hàng Ninh Khê bực bội phát tiết ra lệnh trong giờ làm việc có quy định không tụng năm tụng bảy mấy người chẳng rõ à Thái Ninh đây là lần đầu tôi cảnh cáo cô đừng có để tôi nhắc nữa không thì xử theo quy định của công ty cô à bị điểm danh chỉ mặt tức anh ếch lớn giọng cô có cái quyền gì mà nói tôi hạng như cô tôi nói trả đúng à dùng thân thể ra để câu khách hàng còn bày đặt ở đây thanh cao cô xem ảnh đã truyền đi khắp nơi rồi này trong điện thoại của thái ninh đang là hình ảnh tên vương tổng kia diều ninh khê đi hôm qua nhưng sức mấy mà cô thừa nhận ninh khê cười mỉa mai ui chao tôi hôm qua ở với tỷ thừa cả đêm đó cô lấy đâu ra thông tin cùng tấm ảnh này hay thế nhỉ thái ninh châm chọc đừng có trong gà hóa quốc túng quá làm liều chứ sao cô có thể ở bên lệ tổng cả một đêm được sớm đã bỏ lên giường vương tổng thì đừng có kéo lệ tổng vào ninh khê nhún vào tôi có biết đâu tôi sống ở nhà lệ gia nên chẳng phải lệ tổng đưa tôi về là chuyện thường tình sao ngược lại nói đến vị khách hàng hôm qua cô bạn của cô tống dây âm còn đến sớm hơn cả tôi đó biết đâu cô ta lại làm gì đó rồi cũng nên thái ninh tức quá hóa giận cho rằng ninh khê ngậm máu phun người đừng có động đến dây âm cô à tính đánh ninh khê nhưng cô không phải là quả hồng mềm để có thể tùy tiện bị bóp ninh khê túng lấy tay thái ninh trực tiếp vào mặt cô ta cảnh cáo đã làm không tốt còn ở đây giờ thói đánh người công ty trả tiền cho mấy cô là để làm cái này đây à nói đoạn ninh khê liếc sang cái đám đang hóng chuyện buôn dưa ý chỉ tức thời thì thu lại mấy cái tâm tư rơi bẩn truyền loạn tin của mấy cô không thì tôi xử cả đám ninh khê chẳng buồn dây dưa trước khi đi cô cảnh cáo thái ninh nếu còn không làm tròn bổn phận của mình mà cứ đi đặt điều nói xấu thành viên trong công ty tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi đây có nghe rõ chưa thái ninh cắn răng chịu đựng cô đợi đó cho tôi ninh khê xem cô còn thanh cao được bao lâu tỷ thừa sẽ không coi trọng loại như cô đâu ninh khê mặc kệ anh ta có coi trọng tôi hay không chả cần biết nhưng rõ một điều tôi biết anh ta chả có hứng thú gì với tống giai âm đâu sau khi bị ninh khê giáo huấn thái ninh liền gọi cho giai âm để hỏi rõ sự tình cùng báo cáo việc ninh khê ở cùng lệ tổng cả đêm qua giai âm nghe mà nhảy dựng chuyện đó không thể nào rõ ràng cô ta đi với vương tổng rồi mà sao lại xuất hiện tỷ thừa ở đây chẳng lẽ hôm qua lúc cô về đã xảy ra chuyện gì rồi tâm trạng sốt sáng ngắt máy ngang thái ninh cô nhanh chóng gọi cho vương tổng hy vọng ông ta làm tròn giao ước sẽ không bán đứng cô đi nhưng thực tế chứng minh vẫn có một số chuyện không được như cô ta mong muốn đầu dây bên kia của vương tổng hoàn toàn mất kết nối giai âm chột dạ sao mọi chuyện lại như vậy được trước đó khi giai âm tính gọi cho vương tổng thì tỷ thừa đã đi trước một bước anh cho thư ký thâu mua toàn bộ cổ phần và tài sản của tên họ vương kia thư ký báo cáo rằng vì bị đứt vốn cùng tài chính khó khăn nên lão ta đã đồng ý cái dục rất tốt tỷ thừa vui ra mặt bởi giải quyết tên vương tổng kia rồi cô ấy sẽ không còn bị gặp khó khăn nữa ta làm ninh khê liền đi về lệ ra hôm nay có người chơi cô thế này rồi còn không ra tay mấy người đó còn tưởng cô dễ nắn bóc cơ mấy đứa nhỏ đã làm xong bài tập nên đi coi tivi chương bọn nhỏ thích xem cũng là chương trình mà tôi hay coi tới giờ mấy đứa thấy ninh khê về liền lập tức bỏ bánh xuống ra đón mẹ nhìn mấy người nhà bọn họ thật sự giống như con cái đón mẹ của mình đi làm về vậy quây quần vui vẻ hạnh phúc biết bao ninh khê xoa đầu từng đứa mấy nhỏ này ngoan quá chừng đặc biệt là củn củn vô cùng bu bám cô luôn này nếu sau này mà rời đi không biết củn củn có ổn chăng thôi chuyện đó tính sau vậy ninh khê hỏi hân chắc cái usb màu hồng lần trước mẹ đưa con giữa con để rồi nè thằng nhỏ nhanh nhẹ trả lời con để trong ba lô laptop á ninh khê cảm ơn cậu con trai yêu quý dặn dò mấy đứa cứ ở đây chơi nha mẹ lên phòng có chút việc củn củn tò mò hỏi hân chắc là cái usb gì vậy nó dùng để làm gì á hân chắc ngẫm nghĩ xem ra mấy tư liệu mà cậu điều tra cho mẹ bao gồm sự việc mẹ con gia âm đã giấu tất cả mọi người âm thầm dọn vào nhà mạc ra sống đã đến lúc nó được phơi bày rồi hân chắc nói thần thần bí bí cũng không có gì đâu anh chỉ có vài người chuẩn bị gặp xui xẻo rồi lên trên phòng cầm theo cái usb ninh khê gọi điện cho bà gì bà ta chính là chị em thân thiết lúc trước với mẹ nhưng lại thích làm trà xanh cướp chồng của bản thân ninh khê hỏi khái bà dùng căn nhà và tài sản của mẹ cùng ông ngoại tôi ăn có sướng không mẹ giai âm lập tức nói không biết cô đang nói cái gì cả rốt cuộc thì cô ta biết được bao nhiêu bà càng không thể để ninh khê động tới số sản vật đó Ninh Khê cười lạnh bà biết hay không biết cũng phải nôn ra thôi nên bớt có chối bê bẩy đi. Tôi cho hạn bà đến ngày mai phải chuẩn bị mọi thứ di vật của mẹ tôi đầy đủ, tôi đến lấy còn không bà chuẩn bị chờ nói chuyện với luật sư của tôi đi nhé. Ninh Khê trực tiếp cúp máy ngang chẳng muốn nghe bà tao bao biện thêm một lời nào nữa. Các người cứ chờ đó tôi chả làm gì không có nghĩa là các người tùy ý chơi đùa, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Bên phía mẹ của giai âm bà ta bị ngắt máy ngang thì tức điên người, con ở đó là gì mà dám đe dọa bà ta kia chứ? Nghĩ thầm số tài sản đó nuốt cũng nuốt rồi bằng mọi giá không thể nhà ra. Chính lúc này người làm vào thông báo có thiếu gia cháu trai của người Ích Vũ muốn vào gặp ạ. Đúng là tính kế không bằng gặp kế. Ông trời đẩy cho bà nước cờ này cũng tuyệt đi, Dung Ích Vũ là người anh em của à Mạc Ninh khê đó. Tuy nhiên hắn ta đến giờ vẫn còn tưởng rằng là Mạc Ninh khê hại chết mẹ của nó. Em gái bà, quân cờ ngon, bà ra lệnh cho người làm mời cậu ta vào đây, lòng đầy mưu mô. Nếu cô đã cứ muốn cắn chặt không buông tôi sẽ cho nhà cô tan đàn xẻ nghé. Ích Vũ vừa vào thấy bà cô sắc mặt không tốt liền hỏi thăm có chuyện gì không. Dung Tử bày ra vẻ mặt đau khổ, giọng ủy khuất nói: ta không tính nói với con đâu nhưng mặc ninh khê cô ta quay trở lại rồi hơn nữa còn đe dọa cô út sẽ quậy chẳng cho cô út yên năm xưa nó hại chết em cô thì thôi đi bây giờ còn thế này nhưng mà dung tử à con đừng trách nó dù sao cũng có chút bất đồng nhỏ nhỏ dung tử nghe đến ninh khê thì chẳng còn nghe lọt chữ nào hắn ta cắn răng căm phẫn mắng chửi à ta còn dám về được lắm đến lúc con tìm à tính sổ rồi bà ta lại nói nó không về mặc ra đâu nghe đồn nó đang ở lệ ra nó tuyên bố sẽ không để gia âm và lệ tổng được ở bên nhau kìa cô không biết phải làm như thế nào cho phải nữa ích vũ mù quáng đay nghiến ninh khê năm đó chính cô ta đã hại chết mẹ con con tuyệt đối sẽ không bỏ qua cô cô cứ yên tâm con sẽ nghĩ cách diệt trừ ả à ta nhất định không để phá hôn sự của giai âm mặc cho mục đích ban đầu đến đây là gì hiện trạng của ích vũ đã bị bà ta thao túng thành công nhìn thằng con của em gái rời đi trong lòng bà buồn cười em xem cho dù có đẹp hơn ta bao nhiêu hay có được mặc thành khang thì mấy đứa con của em vẫn bị ta chơi đùa trong lòng bàn tay đó sao em có đội mồ sống dậy cũng chẳng làm được cái quái gì đâu ha ha sau đó bà ta liền bố trí người rời đi hết mấy đồ vật quý giá ở trong nhà này vào tầng hầm thay toàn bộ số đó bằng mấy thứ giải tiền đơn giản vì bà ta không biết được rằng cái vật mà ninh khê nói muốn đến lấy là gì nên chỉ còn có cách này thôi đang làm giờ giang thì người hầu hớt hải và báo cáo rằng cô ta đã xông đến cửa rồi thư phu nhân dung tử sôi máu thế cử thêm bảo vệ ngăn nó ngoài cổng đi còn chạy vào báo với tôi làm gì hả chính lúc này ninh khê đã xuất hiện với con dao xếp trong tay bộ dáng ngả ngớn hỏi tôi nói mấy người này đại tiểu thư của mạc gia vào cổng sao người tiếp đón tôi ít thế nhỉ còn gì đang muốn ngăn ai đây Dung Tử thấy Ninh Khê hơi có chút tâm thần bất ổn nên vô thức lùi về sau hỏi con muốn làm cái gì vậy, Ninh Khê sao lại mang dao đến đây, hơn nữa cô muốn lấy gì tôi cũng chưa thấy. Ninh Khê đạp thẳng chân trên sàn nhà đanh giọng nói. Còn chưa thấy, ngôi nhà này và tất cả mọi thứ trong đây không phải là mẹ và ông ngoại để lại cho tôi sao? Cô mặt đối mặt với Dung Tử hỏi lạnh lẽo mấy năm nay gì sống ở đây rất yên tâm và thoải mái đúng chứ? Bà ta cắn răng, vốn đã nuốt chọn toàn bộ rồi, quái gì có thể nhả ra chứ, toàn bộ đều là đồ tốt. Cho nên bà ta tiếp tục đóng vở kịch tình thâm nói không biết gì cả. Ninh Khê thở dài ha tôi chán ngấy bộ dạng giả tạo này của bà rồi, nếu bà nói không biết gì thì tại sao lại cho người hối hả chuyển mấy đồ vật này đi như thế nhỉ? Dung Tử ngả ngớn xem thường Ninh Khê, con danh này tinh ý thật đó, bà ta bao biện rằng chẳng qua gì muốn dọn lại nhà thôi, con cứ suy nghĩ linh tinh. Dù sao mấy chuyện gia sản gì đó chẳng phải con nên nói với cha con sao, sao qua đây nói với gì làm gì, đúng là đích biết mệt mà. Bà ta chơi trò giả tạo đó đến bao giờ? Được thôi Ninh Khê trầm chậm, chậm nói, nếu gì bảo là ân oán cá nhân của cha tôi vậy để tôi tự giải quyết nhé vừa nói cô vừa cầm cái bình gốm sứ trông có vẻ đắt tiền lên đập một cái rầm xuống đất bình sứ bể tan tành dung tử sợ hãi hét lên con đang làm cái gì vậy sao lại đập nó như thế một món đồ tốt đó ninh khê cười lạnh bà câm mùng đi cái này mà đồ tốt bà còn trưng ở đây à chẳng phải mấy tên công nhân đó sớm đã chuyển đến nơi bà chỉ định rồi còn gì ánh mắt dung tử láo liêng miệng chối bầy bẩy làm gì có chuyện đó nữ chính nhún vai thích thì chiều thôi cô đến gần dung tử giữ chặt bà ta lại hô hô con dao chẳng phải tối qua tôi nói rồi sao mọi thứ không trở lại gì, Ninh Khê ra lệnh cho bà ta mau đem hộp gấm của mẹ đến đây cho tôi. Bà đừng nói đứa em gái như bà không biết gì về hộp gấm của chị gái, nó buồn cười lắm. Dung Tử vẫn một mực, mực đóng vai giả ngu, chẳng biết cái hộp gấm mà cô đang nói là gì. Ninh Khê bắt đầu tâm trí bất ổn, cô lật con dao xếp lên, ánh mắt tà ác, nói bà không chịu dao ra thì đừng trách tôi vô tình nha. Dung Tử sợ hãi lùi ra sau, con đang tính làm gì? Ta là gì ruột của con đó? Ha gì ruột? gì ruột mà hại tôi đến bờ vực này? Bà cảm thấy còn xứng với mấy chữ máu mủ tình thân không? Tôi nói bà nghe cái đó bà đi diễn với người ngoài còn ở đây hiện tại bà lo giữ mạng thì hơn ninh khê từng bước từng bước tiến gần áp sát dung tử vì bà ta lớn tuổi cộng thêm sợ hãi nên chân đã không còn di chuyển được cô đưa lưỡi dao lạnh lẽo trên mặt dì ta châm biếm nói sao nào chắc gì không muốn tôi tha thu vài đường cơ bản lên cái bản mặt mà dì tốn cả trăm triệu để tu sửa cho đẹp bằng mẹ tôi đâu nhỉ dung tử nghiến răng cố gắng lắp bắp nói ninh khê có gì từ từ bình tĩnh chuyện có thể yên bình giải quyết được bà ta liếc mắt sang nhìn đám người hầu chỉ thấy khốn kiếp thật bọn nó chẳng ai ra giúp cả ninh khê lạnh giọng tôi đếm đến ba nếu bà không cho người mang cái hộp gấm đó ra đây, tôi sẽ chẳng ngại gì mà thêm chút huyết vào bữa trưa hôm nay đâu. trò chơi học đến bây giờ bắt đầu nhé. Dung Tử ra sức chối bà ta không biết gì cả. Con đừng ở đây làm loạn nữa. Cái hộp gấm gì đó ta căn bản không thấy. Một, Ninh Khê cười ác, đếm, hai, ba, ú hòa hết giờ nhé. Giờ phút này Ninh Khê chẳng còn là đại tiểu thư mặc ra bị người tùy ý chơi đùa như trước kia. Cô hung hăng giơ con dao lên cao, nhắm Dung Tử mà đâm xuống. đã nói với mấy người tôi đây đéo dẫn được chứ? Dung Tử hét toáng lên, được rồi gì giao gì giao cho con là được mà bà ấy bây giờ giữ mạng hơn ninh khê tự nhiên điên ngoài dự đoán của bà nên không thể để thế này được bà sợ hãi hướng người làm hét lên còn làm cái gì nữa mau đi vào phòng tôi lấy cái hộp trang sức ra đây lúc này đây thím người làm đã bị dọa cho bất ngờ thím ấy làm ở đây đã lâu chứng kiến mấy cô cậu lớn lên một tay chăm sóc cho mạng đại tiểu thư lúc trước cô ấy là người mềm mỏng yếu ớt vô lực nhưng bây giờ sao tự nhiên biến thành một người hoàn toàn khác ngoan tâm thủ lặt thấy giúp việc vẫn đứng chết chân tại chỗ dung tử hối thúc bà ta mau lên đi chứ ninh khê vẫn cầm cao dao nguyên vị trí chẳng phải cô chơi lớn hay sợ cảnh sát gì mà là cho dù có cho bà ta vàng, bà ta không dám báo cảnh sát, có thật giật mình à? Sau khoảng tầm 2 phút, người giúp việc đem xuống một chiếc hộp gấm màu đỏ hoa văn tinh xảo. Ninh Khê buông bà gì này ra, tiến đến cho hộp để kiểm tra, mẹ cô đã để lại không ít đồ, xem ra đều bị bà ta nuốt mất nhỉ. Kiểm kê đã vơi bớt đi một số thứ, Dung Tử thấy mọi chuyện đã hòa hoãn liền nói con xem đồ cũng lấy rồi giờ con đi được rồi chứ. Ninh Khê ngoái đầu cười mỉa, bà bảo tôi đi là đi đâu? Căn nhà này vốn là tài sản của mẹ để lại cho tôi, có giấy tờ chứng minh hẳn hoi bà lấy quyền gì mà đuổi tôi đi, Dung Tử đáp trả là do cha con đã tặng nó cho ta rồi mà. Ninh Khê khinh thường, cha tôi tặng cho bà cái khỉ gì thì bà đi mà đòi, vô dĩ căn nhà này chẳng có chút gì của lão mặc đó đâu, cho nên nội trong ngày mai. Tôi muốn bà dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, nếu không tôi sẽ mời trực tiếp luật sư đến đây vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Nói xong cô ra lệnh cho người làm còn không mau khuân mấy đồ này ra xe cho tôi, đại tiểu thư vẫn là đại tiểu thư, uy quyền khó có thể làm ngơ, người giúp việc thức thời nhanh chóng dạ thưa. Thím ấy chạy đi gọi người để khuân đồ của đại tiểu thư ra xe, hôm nay thu hoạch cũng không tồi, Ninh Khê rời đi căn nhà này còn sự hiện diện của bà ta cô chẳng ghét phải hít chung một bầu không khí lên trên xe ninh khê bình tâm thở sâu cuối cùng thì cũng lấy được một phần di vật của mẹ đã quằn cả ngày trời hiện trạng cũng tối luôn rồi phải mau trở về thôi chính lúc này cô bắt gặp một đám người bước ra từ dung ra bọn họ đang lén la lén lút làm gì đó ninh khê cảm thấy chuyện này không hề bình thường nha cô theo dõi phía sau nấp trong bụi nghe được bọn họ nói chuyện phu nhân lại ngược đãi hạ nhân hôm nay tiểu tử này coi như xui xẻo ninh khê bịt chặt miệng hóa ra trong cái bao tải hai người đó giữ có người bọn họ quyết định vứt xác xuống một sườn núi ở đây vắng vẻ khẳng định chẳng ai hay sau đó liền ung dung rời đi chẳng biết ninh khê đã thấy toàn bộ cô tiến gần cái bao tải chứa xác đó có lẽ đây cũng chính là manh mối giúp cô trong lần trả thù này đi vừa mở bao tải ra người bên trong vẫn chưa chết anh ta yếu ớt thều thào kêu cứu mạng ninh khê đỡ anh ta đi dọc con đường tránh ánh mắt người của dung ra sau đó đưa vào bệnh viện thăm khám cô đưa luôn thông tin liên lạc của mình nếu có vấn đề gì yêu cầu y tá trực tiếp liên hệ chị y tá cười hiền hậu khi nào anh ta tỉnh tôi sẽ nói cho anh ta biết trễ rồi cô mau về nhà đi ninh khê quay lưng rời đi chẳng nghĩ được dung tử lại là đàn bà độc ác đến thế hy vọng anh ta tỉnh dậy có thể báo đáp ân tình của cô ở chỗ lệ ra thì tỷ thừa đang ngồi sốt ruột ở nhà chờ cô trễ thế này cô đi vẫn chưa về một cuộc điện thoại cũng không có vừa hay ninh khê cũng mới về nhà ngày hôm nay đúng là mệt chết cô rồi đến lệ ra thì bắt gặp tỷ thừa đang ngồi ở phòng khách chờ cô về trong giả ai cũng đã đi ngủ tỷ thừa của trách cô là con gái mà đi bây giờ mới về là sao có biết bên ngoài nguy hiểm lắm không cũng chẳng thèm gọi điện thoại một tiếng. Ninh Khê xin lỗi chút xíu tại vì lúc nãy đi từ ngoài về bắt gặp người hoạn nạn nên đưa người đó đến bệnh viện, phải đợi ổn định thủ tục mới về được. Tỷ thừa bắt bẻ, thế là gặp người cần cứu nên hăng máu làm anh hùng đó à, có biết là bọn nhỏ lo lắng cho cô lắm không, dù sao cũng phải báo một tiếng cho hay. Ninh Khê cười khoái trá ghé sát tỷ thừa hỏi bộ anh đang lo lắng cho tôi đó hả, tim tỷ thừa đập thình thịch, em ấy hình như đang chơi đùa anh thì phải. Anh chụp lấy tay Ninh Khê kéo gần khoảng cách giữa hai người, trầm ổn hỏi, thế tôi lo cho em không được sao? ninh khê ho khụ khụ mắt né tránh nói dù sao anh cũng là vị hôn phu của giai âm cô ta là mẹ của cồn cổn, anh gần với tôi quá không tốt đâu nói xong cô bỏ tỷ thừa ở lại dưới lầu đi lên phòng nghỉ ngơi cái này cần phải nói cho rõ ràng dù sao người chẳng nên dây dưa thì tách xa sớm hơn đi tỷ thừa bực bội lớn tiếng tôi với giai âm còn chưa nói rõ cái gì tôi với cô ta không có quan hệ tôi cùng ai ở bên nhau tống giai âm còn chưa có tư cách để nói cô sợ cái gì chứ ninh khê khựng lại đây có được đại biểu như lời tỏ tình của anh ta không tuy nhiên dù có vậy đại nghiệp trả thù của cô còn chưa báo cồn cồn đứa trẻ đó lại có liên quan đến giai âm cô không thể tùy tiện làm người thứ ba thêm nữa tình cảm với anh ta vẫn còn mơ hồ lắm ninh khê lạnh lùng đáp lại tôi chẳng cần biết anh chọn ai nhưng tôi vẫn cần thời gian suy nghĩ thêm cô đi một nước lên lầu bỏ lại vị tổng tài đại nhân như cuốn con bị từ chối ngay lần đầu tiên bày tỏ tỷ thừa thở dài không ngờ đến ngày cũng bị người khác từ chối ngày hôm sau chiến tuyến thứ hai tại tập đoàn mạc gia ninh khê hiên ngang mà đi tìm lão đầu đó thư ký gắng sức ngăn cô lại nói mạc tổng đang học không thể tùy tiện xông vào ninh khê bất chấp cười lạnh họp thì tôi vào họp chung là được mà tôi cũng là người của cái nơi này sợ gì chứ vừa nói xong đến phòng họp thì tất cả đã tan ninh khê chỉ chỉ cho thư ký như này chẳng tính tôi làm phiền mấy người đi thư ký hớt hãi báo cáo cho mạc tổng là ninh khê tiểu thư nhất quyết muốn xông vào đây tôi ngăn không được ông ta nhen anh múa vuốt hỏi ninh khê đến đây làm gì chỗ này không phải nơi con muốn quậy là được đâu ninh khê phấn khích làm trò ba ba à sao người nữa nói vậy trong khi con đến thăm vài họ hàng thân thích chứ ba xem khi nào thì ba giao ra mấy thứ ba đang tạm giữ của con đây lão mặc với dung tử chẳng khác gì nhau ông chối bỏ hoàn toàn không biết gì cả ninh khê đỡ chán sao mấy người này ca đúng một bài thế nhỉ cô đánh chú ý lên đám người dung thị từng theo ông ngoại phía sau chào hỏi mấy cái thâm tình một xíu ông mặc điếng người nó tính làm cái trò gì thế ông ta chen ngang nói ninh khê đừng có làm loạn có gì vào văn phòng rồi nói bên cạnh đó cũng giao phó cho đám dung ra cứ theo những gì đã triển khai trong cuộc họp lúc nãy đi ninh khê rốt cuộc cũng đồng ý vờn mấy lão già này như vậy mới vui chứ vừa vào trong ông mặc đã gắt gỏng con làm cái quái gì ở đây thế ai cho con tự ý đến đây Ninh Khê khoanh tay như thể ở đây cô mới là người trên cơ một bậc. Nào ba, con gái lâu ngày đến thăm sao nói khó nghe thế, chẳng qua là số di vật của mẹ và ông ngoại cha nuốt có trôi không? Con đang nói cái gì ta không hiểu, di vật nào chứ, mẹ con có để lại thứ gì đâu. Coi ông ta tức run người trông giống thật chưa kìa, Ninh Khê khoanh tay nhìn ông ta bằng nửa con mắt, ba thôi diễn trò đi. Ba cùng dung tử đã cắn nuốt bao nhiêu con còn không biết sao, khôn hồn thì ba giao ra đây, nếu không chúng ta gặp nhau ở tòa án. Lão mặc sớm đã lên huyết áp, lão hét lớn chỉ bới Ninh Khê mày giống y chang con gái mẹ mày, căn bản mày không coi tao là ba mau cút xéo khỏi đây ninh khê mặt mày không đổi sắc nói thì đúng rồi tôi đâu còn là con ông đâu ông gấp rút cho người khác xen vào chỗ của tôi thì đến tôi cũng nghi ngờ cái danh con ruột đó đấy thưa ba chính lúc này thư ký đi vào gọi mạc tổng bên ngoài có người cần gặp ngờ đâu mạc tổng đã khuỵu ra đất cô ta hét lớn lão mạc đã nằm bất tỉnh nhân sự từ lâu chẳng có động tĩnh gì thư ký mau cho gọi người đưa mạc tổng bệnh viện cả văn phòng nháo nhào nhưng ninh khê vẫn đứng đó thờ ơ bất động chẳng phải cô tuyệt tình như lão ta căn bản hại chết mẹ cô bắt tay với tu hú hại chết con ruột thì có gì để đáng mà động tâm đây tỷ thừa từ đâu xuất hiện lên tiếng nói tình huống này coi bộ bất lợi cho cô quá nhỉ náo nhiệt thật đó ninh khê bất ngờ hỏi tỷ thừa tại sao anh lại có mặt ở đây tỷ thừa nhún vai thì tôi có việc nên mới ở đây tiện thể châm chọc thêm một chút cô đừng nghĩ ở đây chỉ có cô mới ra vào được nhé ninh khê cắn chặt răng người đàn ông này tới đây chẳng lẽ là giúp đỡ lão ba một tay à cô cảm thấy tâm tình xuống hẳn một bậc y giúp ba cô nghĩa là đang muốn trở thành con rể của lão ta đây mà vẫn muốn dây dưa với giai âm cơ đấy thế mà trước đó nói hư nói vượn Ninh Khê bỏ đi ra ngoài một nước, tên này đến tên khác ai cũng muốn giúp cái bầy tu hú đó chống lại cô là sao chứ? Tỷ thưa chấm hỏi đầy đầu, lại bị giận à, lần này là sao nữa đây? Vừa ra ngoài Ninh Khê đã bị cánh nhà báo chặn trước cửa, bọn họ hỏi liên tục dồn dập nói cô là con gái mà không biết Mạc tổng bị bệnh sao, chuyện này có liên quan gì tới chuyện 5 năm trước không? Họ bới móc toàn bộ vết nhơ của người khác, nhà báo đúng là mùng lưỡi không giao, mấy người đó còn động đến hai đứa nhỏ nhà cô nói bọn nó là đồ khâu cha phải sự thật không? Đụng đến cô thì được đụng đến con cô thì đừng sống nữa, Ninh Khê ánh mắt ngoan lạt cảnh cáo đám nhà báo. Mấy người tùy ý đụng tới tôi, tuy nhiên, nếu để tôi nghe nửa chữ nhắc đến con tôi, tôi sẽ cho mấy người vào tù mà viết báo được chứ. Cả bầy phóng viên lặng phắc như tờ, họ có hơi sợ nhưng làm nghề này đã lâu, họ đứt dây thần kinh thông cảm rồi. Bắt đầu hỏi dồn dập một lần nữa, Ninh Khê đánh giá tình trạng xem ra chuyện hôm nay chẳng dễ dàng kết thúc rồi, đang lúc hỗn đốn bị vây quanh. Một chiếc xe xuất hiện chen ngang, đó là chiếc của tỷ thừa. Anh ta ngồi trên xe, nói cô mau vào đi, tôi đưa cô rời khỏi đây. Ninh Khê không nghĩ nhiều nữa, lập tức lên xe đám nhà báo lại hỏi thêm cô và lệ tổng là có mối quan hệ gì cô thật sự cướp chồng của em gái mình sao ninh khê vào trong xe chẳng thèm trả lời trả vốn gì cả cô thở dài một hơi cuối cùng cũng thoát được tỷ thừa lên tiếng chuyện phóng viên tôi sẽ xử lý giúp cô an tâm đi ninh khê cảm ơn anh ta nhưng trong đầu sớm đã nghĩ tiêu cực anh ta gấp rút giúp cô như thế vốn dĩ không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ của lão mặc kia thôi cái chức con rể xem ra lệ tổng đây muốn ngồi rồi tỷ thừa không biết trong đầu ninh khê đang nghĩ gì tâm trạng ra sao anh lên tiếng hỏi cô đến đó làm gì thế Ninh Khê hừ lạnh, làm gì không liên quan tới anh, cái tên chỉ biết theo đuổi giai âm bất chấp. Tỷ thừa bực bội cáo kỉnh, Mạc Ninh Khê cô cứ phải xù lông nhím với tôi lên thì mới nói chuyện bình thường được à? Tôi đã thế đấy thì sao cần anh quản chắc? Ninh Khê hệt như con mèo giận dỗi, hơi chua ngoa đánh đá. Tỷ thừa đen mặt, được thôi là tôi lo chuyện bao đồng rồi, trong lòng sớm đã rất tức. Biết phụ nữ là người có tính khí thất thường nhưng sao Mạc Ninh Khê lần nào cũng nhắm vào anh mà giận thế, bộ không muốn nhắc quan hệ của hai người lên một bước nữa sao? Về đến lệ ra trời cũng đã sập chiều. Ninh Khê cảm ơn anh ta đã giúp, đồng thời cũng thông báo hai ngày nữa sẽ chuyển ra khỏi lệ gia đồng thời đưa hai đứa nhỏ đi luôn cảm ơn anh đã luôn chiếu cố cưu mang mẹ con tôi tỷ thừa bất ngờ hỏi gặng ninh khê cô là muốn rời đi đâu tại sao phải rời đi chứ ninh khê lạnh lùng chẳng liên quan đến anh tôi cảm thấy không tiện ở đây thôi tỷ thừa tức giận nắm lấy tay ninh khê không cho cô đi đâu vì bị kéo bất ngờ nên chân ninh khê tự vấp cô ngã nhào vào lòng tỷ thừa anh nói rõ cô muốn gì thì nói thẳng ra đi đừng có giận hờn vô cớ như thế tự nhiên đòi đi là sao tôi có chọc gì đến cô đâu đã im ỉm không muốn nói thì thôi còn bươi ra ninh khê cũng phát hỏa quát lại anh đi mà lo cho tên mặc tổng khốn kiếp đó của anh đi chẳng phải muốn gấp rút làm con rể nhà người ta thôi quản chuyện của người khác làm gì không thấy mình phiền lắm à tỷ thương ngớ người cái gì mà con rể mặc ra chứ hóa ra là em ấy ghen rồi sao anh ôm trầm lấy ninh khê thủ thì nói đúng là tôi có để ý đến con gái nhà họ mặc cũng muốn làm rể nhưng nhà đó đâu chỉ có một mình tống giai âm đâu nha ninh khê sốc ngang cô mất một lúc lâu mới lót ra ý nghĩa trong câu nói của anh là ngoài tống giai âm trong nhà học mạc danh chính ngôn thuận nhất là ninh khê cô còn gì mặt cô bắt đầu chuyển từ trắng sang đỏ cái tên này mùm mép tép nhảy tỷ thừa ôn nhu nắm tay ninh khê hỏi cô ấy đã nghĩ thông suốt chưa còn hiểu lầm không này cô đẩy tỷ thừa ra cúi mặt bao biện tên điên ai cần anh làm con rể chứ tôi chẳng cần biết anh chọn ai đâu ninh khê bỏ chạy một nước vào trong nhà nhìn biểu tình cô ấy xấu hổ rời đi ninh khê dậm chân hùng hồn đi lên lầu tốc độ cực nhanh hân hiểu và hân chắc thấy mẹ hơi khó hiểu sao chạy nhanh dữ vậy tỷ thừa không nhịn được cười cảm thán cô thỏ nhỏ à sao cứ đến gần một bước lại chạy đi thế này nhưng mà như thế là cô ấy có tình cảm với anh rồi đi ngày hôm sau tỷ thừa bắt đầu cho người giải quyết chuyện của mạc ninh khê người phụ nữ của anh ai cũng cấm được động tới tuy nhiên báo cáo từ thư ký cho hay có người đã ra tay trước bọn họ tin tức cùng hình ảnh của tiểu thư toàn bộ đều biến mất không dấu vết tỷ thừa nghiêm trọng dò hỏi có biết đối phương là ai không là địch hay là bạn thư ký cho hay hoàn toàn không biết ai cả người đó vô cùng thần bí chẳng để lại manh mối chính lúc này hân trác lên tiếng chú đang nói đến mấy cái tin tức của mẹ con trên mạng đó sao tỷ thừa hỏi nhỏ thằng bé là con làm mọi thứ à tốc độ xử lý này nhanh đến bất ngờ nha còn hơn cả thuộc hạ của anh hân chắc vui vẻ trả lời là con đó thấy cái nào nói xấu về mẹ là con cho sập toàn bộ hết mấy cái này dễ lắm tỷ thừa nói với đầu dây bên kia thư ký không cần điều tra nữa xong cúc máy luôn một hơi anh nhìn lại hân chắc nếu như thiên phú bậc này chắc hẳn phải bồi dưỡng thì mới được ha anh mở lời hỏi tiểu chắc có phải mẹ vẫn chưa cho hai đứa con đi học ở đây đúng không hân hiểu từ trên sofa nhảy xuống đứng kế anh hai hỏi chú lệ có phải chú muốn chọn trường cho tụi con không hai đứa nó đúng thật là giống như tính hết cả rồi tỷ thừa ngỏ ý chú sẽ giúp hai đứa vào được học viện doãn thừa cồn cồn cũng đang ở đó nhưng mà mấy cháu trước hết phải giúp chú một việc thấy thế nào giao kèo này ổn thỏa chứ hân hiểu nhìn hân chắc hai đứa nhìn nhau âm thầm trao đổi chắc chú ấy đang muốn nhờ tụi mình giúp chuyện của mẹ rồi làm sao đây anh hai